Alo Dạ. Ngô, chị vào cái chỗ mà star video á, nó có cái dấu mũi tên á, rồi chọn Ok, dạ em hiểu rồi. Dạ. rồi Xong ngừng mình sẽ chọn đâu vậy nhỉ? rồi mình khi mà mở cái mục mà background với filter á thì nó có dấu cộng ở phía trên á, chị tải cái hình lên. Chọn cái choose virtual background đúng không Dạ bạn? đúng rồi, mình chọn cái một cái cho background thì mình nó hiện ra cái Background filter, tab. Dạ, background filter. Mình à, có để ý là cái dấu cộng với dạ, chị thêm hình ảnh dạ Ngân đó. Đang thấy coi rồi, cái Ngân livestream vô thấy chưa rồi, ta? Dạ, em dạ đang live đó ơi. ok, Ok. Dạ. rồi cái này ra đang tôi vô cái chân. Xong Ok, rồi cảm ơn bạn. Hơi nhạt quê tại vì bình thường toàn dùng background thật. dạ không sao, thì lâu lâu em cũng bị trục trặc. Mọi người hay nói giỡn là bởi vì sống thật. Sống ảo này là chọn vết cào thật luôn. Em cầu hỏi gì mà hiện nay đang ngồi host phải Dạ em đang hết à. không? Ok, bấm là có. Đang record chưa ta? Đang record. Đấy, đúng đúng giờ còn 3 phút nữa em. Cho mọi người vô chưa đang? Đã cho vào rồi, em như thế nào? Chị Ngân ơi, bên chị một hồi là chị xem màn hình đúng không chị? Cậu bấm bây giờ cầu host cho anh đi, đặng anh xem màn hình thử xem luôn. Em tắt rồi. Vậy Ngân thử share màn hình nhé. Thử xe đi. Dạ. Không biết mọi người có thấy không ạ? Anh Tiền có thấy không anh? Thấy power DVD gì đó hả? Dạ không, à, cái này nè. Đúng rồi, cái đó để cho show lên cái dạng live show á, full Dạ. màn hình luôn. Rồi để trang đầu vậy đi. Ồ, Khang gửi đường link chi tiết luôn cho Khang trên Zalo.
Anh gửi rồi thì ơi. Ok rồi. Rồi chắc đúng 6 giờ Canberra, 2 giờ Việt Nam thì chương trình đào tạo về sản xuất chứng nhận và thương mại nông sản hữu cơ Việt Nam Úc Châu bắt đầu. Tôi xin đầu tiên thì xin cảm ơn bạn Ngân Trần là chuyên gia về sở hữu trí tuệ của các cái đăng ký các về sở hữu trí tuệ tại Úc cũng như quốc tế. Thì Ngân cũng là hàng xóm của tôi tại Canberra, cách nhà tôi cách đây khoảng nhà Ngân khoảng chừng 200 thước đi bộ. Thì cũng rất vui là anh em gần bên này ngồi với nhau nói chuyện thì nó phát sinh ra nhiều cái việc mà mình thấy có việc nhiều việc làm, thì đặc biệt là ở Việt Nam thì cái mảng sở hữu trí tuệ nó cũng còn nhiều người chưa biết cái tầm quan trọng của nó. Chính vì vậy trong cái chương trình đào tạo mà dự án của Úc tài trợ để cho chúng ta không ngày làm đó thì tôi rất mong muốn là có một cái chủ đề về làm sao để mình hiểu rõ về bảo hộ cái thương hiệu nhãn hiệu của chúng ta ở tại Việt Nam cũng như tại các nước trên thế giới, mà nếu chúng ta có xuất khẩu nông sản đi thì đầu tiên thì xin cảm ơn bạn Ngân đã có cái sự đồng tình và ủng hộ rất là tích cực. Và ngày hôm nay thì tôi xin mời bạn Ngân sẽ chia sẻ cụ thể đến thành viên lớp học của chúng ta. Thì thường lớp học chúng ta vào đông nhất là chắc cũng khoảng sau một thời gian vài phút một thời gian ra vào từ từ lớp học thì hơn 100 người, chính thức là 260 người, nhưng mà chắc do Tết còn bận rộn cho nên số lượng tôi thấy dự hôm qua là khoảng 130 người. Xin mời bạn Ngân, bạn có thể giới thiệu chi tiết về mình như là cái buổi học hôm nay. Xin mời. Và ban tổ chức thì hôm nay có tiến sĩ Nhâm ở Đại học Bạc Liêu cũng thành viên của ban tổ chức sẽ chủ tọa cái buổi thảo luận cũng như các phần thảo luận tiếp theo trong cái buổi giảng hôm nay. Xin mời Ngân. Dạ em kính chào tất cả mọi người ạ. Đầu tiên thì em cũng chân thành cảm ơn anh Kiền cũng như là Mikon và Gane đã cho em một cơ hội để chia sẻ đến mọi người về cái chủ đề mà nó liên quan tới công việc của em, và em nghĩ rằng nó cũng rất là hữu ích đến các anh chị. Thì chắc là cũng chủ đề ngày hôm nay thì em sẽ trình bày nội dung là về bảo hộ nhãn hiệu ở trong và ngoài nước, những điều mà chúng ta cần biết á. Thì đầu tiên thì chắc mọi người cũng em sẽ giới thiệu một vài thông tin về bản thân mình. Thì hiện tại thì Ngân đang điều hành thì công ty Magus Trademark Attorneys là một cái công ty chuyên về bảo hộ nhãn hiệu ở Úc và New Zealand cũng như là bất cứ nước nào mà khách hàng có nhu cầu. Ngân thì quê Ngân ở Huế, nhưng mà sau khi qua Úc học thạc sĩ luật về luật sở trí tuệ ở Đại học Công nghệ thì sau đó thì Ngân hoàn thành các tín chỉ và để trở thành một cái trademark attorney, hay dịch cho tiếng Việt là một cái đại diện chuyên tư vấn về nhãn hiệu, thì Ngân đã chính thức trở thành một cái đại diện nhãn hiệu ở Úc và New Zealand ạ. Thì đó là một vài thông tin cơ bản về Ngân ạ. Đi vào cái nội dung chính của ngày hôm nay thì những cái nội dung mà Ngân sẽ chia sẻ cho các anh chị đó là tại sao chúng ta cần phải đăng ký nhãn hiệu, liệu có bắt buộc phải đăng ký hay không, nhãn hiệu là gì, có bao nhiêu loại loại nhãn hiệu, làm thế nào để chúng ta có thể lựa chọn một cái nhãn hiệu phù hợp, cách thức đăng ký nhãn hiệu ở ở trong nước và nước ngoài như thế nào, và cuối cùng thì sẽ có những cái câu hỏi thảo luận để mọi người áp dụng những cái thông tin mà Ngân đã chia sẻ trong cái quá trình trong trong lớp học ạ, để áp dụng vào những cái tình huống cụ thể của các anh chị ạ.
À, thì hôm qua thì Ngân đã tham gia cái lớp của anh Danh thì nói về việc xây dựng bộ nhận diện thương hiệu thì Ngân thấy rất là thú vị. Vậy một câu hỏi đặt ra là liệu nhãn hiệu và thương hiệu thì nó là một, nó có giống và khác nhau hay là nó là một, hay là mọi người hay nhắc tới phải đăng ký bản quyền cho cái logo mà mình mới đăng ký mới mới thuê bên công ty thiết kế nha. Thì vậy nhãn hiệu và thương hiệu có phải là một hay không? Không biết là có anh chị nào có chia sẻ gì không ạ? Tại vì Ngân cũng rất là ngại nếu mà Ngân nói từ từ đầu đến cuối như vậy thì nó cũng khá là sợ mọi người buồn ngủ. Thì không biết là trong lớp mình có ai muốn chia sẻ gì về theo cảm nhận của mọi người thì liệu nhãn hiệu và thương hiệu thì có giống nhau hay không? Dạ, nếu mà không ai chia sẻ thì em mời anh Kiền nha. Dạ em mời chị Liên ạ. Dạ chị có thể chia sẻ cho mọi người biết là liệu nhãn hiệu và thương hiệu nó có giống hay khác nhau ạ? Đã, à, em mở mic cho chị Liên cái. Chị Liên ơi, chờ. À, Chị chị chưa Liên, mở chị mic. mở mic lên nào. Em Chị mở mic cho em ạ. Ngân sẽ Dạ. mở mic hả? Dạ, dạ vâng ạ, em nói được rồi ạ. Vâng Dạ. ạ, lời đầu tiên em xin cảm ơn thầy Kiền, cô Nhâm và chị Ngân cùng ban tổ chức. Thực ra thì đối với em và một số bạn học viên tham gia trong lớp học này thì em nghĩ rằng cái việc nhãn hiệu và thương hiệu thì chỉ biết đôi chút, chưa chưa hiểu sâu nên có thể là sẽ có những cái hiểu còn nhầm lẫn giữa nhãn hiệu và thương hiệu. Thì cũng rất hy vọng là sau buổi học hôm nay thì mình sẽ hiểu sâu hơn được và biết thêm một chút về cái việc bảo hộ cái thương hiệu của mình. Và em cảm ơn ạ. Em rất mong được nghe chia sẻ từ phía chị Ngân ạ. À, dạ em cảm ơn chị Liên ạ. Dạ thì nó cũng là một điều dễ hiểu là tại sao mọi người Có hay hai bạn giơ tay đó nha, xin lỗi, có hai bạn giơ tay đó vậy. dạ các bạn giơ tay thì các bạn tự mở mic và nói luôn đúng không anh Kiên? À, Tại đúng vì rồi. em dạ, tại vì em không có thấy. Dạ mời hai bạn giơ tay trao đổi ạ. Đang Có đang bạn mở đang mở mở cho phép mọi người được được mở mic không? cái bạn nào mình giơ Mở tay mic đó được tự thì mở mic cho do. bạn đó, thì mở mic hết cái nhiều khi nó bị loãng. Dạ đã mở mic rồi. À. Dạ trong Bình xin ý kiến nào à? Dạ, em mời anh Bình ạ. À trong Bình xin chào thầy Kiền, xin chào tất cả các bạn, xin chào chị Trân. Rồi mình nông dân trồng sầu riêng ở Cái Lậy, Tiền Giang, thì theo mình như thế này, theo ý mình nha, là nhãn hiệu thì do mình đặt, mình tự thiết kế, mình tự làm, có thể là mình không có thông qua một cái cơ quan thẩm định nào cả, cũng có thể thông qua, nhưng mà ý nói là mình không có cái pháp nhân, không có cái pháp luật, không cần phải pháp cơ quan pháp luật thừa nhận. Còn thương hiệu á, thì có tính có thương đó, thương trường á, cho nên là cần phải có cái sở hữu về mặt gọi là pháp định pháp nhân, nên theo mình là gì. Dạ. Cảm ơn anh Bình nhiều ạ. Không biết có bạn nào có ý kiến gì nữa không ạ? Dạ, có bạn nào nữa không anh chị? Tại vì em không có thấy bạn nào giơ tay hay không. Có Nên bạn nào ví dụ là bạn Nguyễn Thanh gì ở là thương hiệu gạo ST25 khác với nhãn hiệu gạo Sóc Trăng giống ST25, thương hiệu gạo ST25 bị bảo hộ mất rồi ạ. À, đó là cái bạn tôi đọc giùm cho, tại vì bạn này không có đứng lên nói. dạ em cảm ơn chia sẻ của bạn ạ. Dạ thì hôm nay thì Ngân cũng nói chia sẻ hơn mọi người về cái sự khác nhau giữa nhãn hiệu và thương hiệu. Thì
về mặt về khía cạnh vật chất á, khi mà nói đến thương hiệu á, thì chúng ta sẽ nói về cái hình tượng hay là cái cảm xúc về cái hàng hóa dịch vụ trong tâm trí của cái người tiêu dùng. À, nói một ví dụ đơn giản, khi mà nói tới điện thoại, chiếc xe máy Honda đi, mặc dù Honda chỉ là tên của một loại xe máy thôi, nhưng mà khi chúng ta nhắc tới Honda thì trong đầu Ngân sẽ nhớ tới là chiếc xe rất là cũ của ba Ngân, nhưng mà chạy chắc cũng phải 40 năm mà vẫn có thể sử dụng rất là bình thường và rất là ngon. Hay là nói về iPhone đi, thì nó sẽ hiện ngay trong đầu Ngân đó là hình ảnh của một chiếc điện thoại rất là hiện đại và sang chảnh, dành cho các giới trẻ. Thì về khía cạnh vật chất thì thương hiệu nó chính là cái cảm xúc của cái hàng hóa dịch vụ đó trong tâm trí của người tiêu dùng ạ. Còn đối với nhãn hiệu là gì? Nhãn hiệu thì đó chính là cái dấu hiệu, mà dấu hiệu này nó có thể là cái từ ngữ, hình ảnh và biểu tượng giúp khách hàng nhận biết được cái bên ngoài của cái bên ngoài của hàng hóa và dịch vụ của mình. À, lúc nãy thì anh Bình nói một cái ý đúng, đó là nhãn hiệu là do cái ý chí chủ quan của cái chủ thương hiệu đó. Ví dụ như là Ngân muốn chọn cái nhãn hiệu của Ngân là thương hiệu của Ngân là Thanh Ngân chẳng hạn, thì đó là ý chí chủ quan. Nhưng mà cái cảm xúc hay là cái cảm nhận của khách hàng về một cái tên thương hiệu thì nó liên quan tới thương hiệu thì nó là nằm trong cái ý chí ở ngoài cái tầm kiểm soát của chủ nhãn hiệu rồi, mà nó là cảm nhận của từng khách hàng và từng cá nhân ạ. Thì đó là Ngân đang nói về khía cạnh vật chất. Còn về khía cạnh pháp lý á, thì ở góc độ pháp lý thì chỉ có nhãn hiệu mới là một cái đối tượng được ghi nhận trong các văn bản pháp luật. Còn thương hiệu thì không được ghi nhận trong các văn bản pháp luật, mà đó là một cái thuật ngữ thông thường được sử dụng trong các doanh nghiệp về vấn đề quản trị, về marketing, hay là đặc biệt là liên quan tới marketing thì chúng ta thường sử dụng cái thuật ngữ là thương hiệu, chứ nó không phải là một cái thuật ngữ pháp lý. Và nên nhớ rằng là luật sở hữu trí tuệ không có một cái khái niệm nào liên quan tới thương hiệu, mà nó chỉ là một cái thuật ngữ liên quan tới marketing ạ. Nhưng mà có một điều mọi người rất là hay dễ nhầm lẫn nhãn hiệu và thương hiệu là bởi vì sao? Bởi vì một công ty thì có thể có rất là nhiều nhãn hiệu. Ví dụ như Unilever thì có rất nhiều Comfort này, rồi Omo này, nó có rất là nhiều nhãn hiệu khác nhau. Và đôi lúc có một công ty thì một cái nhãn hiệu chủ đạo của nó lại làm nên thương hiệu của cái công ty đó luôn. Một ví dụ điển hình đó là Trung Nguyên. Trung Nguyên có rất là nhiều nhãn hiệu, ví dụ như Trung Nguyên này, G7 này, rồi cà phê sáng tạo thì rất là sau này rất là nhiều nhãn hiệu. Nhưng mà bởi vì cái nhãn hiệu Trung Nguyên nó thành công đến mức mà nó trở thành, dần dần nó trở thành thương hiệu của công ty. Thứ hai nữa là về cái quá trình hình thành á, nhãn hiệu thì chúng ta chủ doanh nghiệp sẽ quyết định và chúng ta tiến hành đăng ký để được bảo hộ. Còn thương hiệu thì không có cái việc là được bảo hộ, mà nó là cái quá trình phát triển đầu tư của doanh nghiệp, một cái quá trình nỗ lực trong một thời gian dài. Nó khẳng định không chỉ là về chất lượng sản phẩm của hàng hóa, mà nó còn được thể hiện trong triết lý kinh doanh, rồi trong cả cái cách thức mà họ huấn luyện những cái nhân viên của họ đối xử với khách hàng, giao tiếp với khách hàng như thế nào. Thì nó từ những yếu tố đó thì nó tạo nên cái thương hiệu của một doanh nghiệp ạ. Dạ, vậy còn cái yếu tố thứ hai, vậy nhãn hiệu và bản quyền thì khác nhau như thế nào? Tại vì hôm qua thì Ngân trong cái chia sẻ của anh Danh thì Ngân thấy có nhiều bạn nói rằng ok, mình cần phải đăng ký bản quyền sau khi mình thiết kế nhãn hiệu ạ. Không biết có anh chị nào có ý kiến về bản quyền không ạ? Dạ, nếu mà không có thì Ngân chia sẻ luôn ha. Thì như đã nói thì nhãn hiệu là một cái dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa của các tổ chức cá nhân khác nhau. Còn bản quyền á, hay còn gọi là cái quyền tác giả, thì ví dụ như Ngân viết một cái bài nhạc chẳng hạn, thì đó là bản quyền, là một cái thuật ngữ pháp lý để mô tả cái quyền tác giả của Ngân đối với cái bài nhạc mà Ngân sáng tạo ra. Thì thông thường thì các tác phẩm thuộc cái phạm vi của bản quyền thì ví dụ như là sách này, nhạc này, phim này, các tác phẩm điêu khắc, cũng như là các bản đồ hay là các bản vẽ kỹ thuật, thì cái đó nó được bảo hộ dưới hình thức là bản quyền. Và khác với nhãn hiệu thì chúng ta muốn bảo hộ thì chúng ta phải tiến hành đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ. Còn bản quyền thì đa số các nước quy định là nó được bảo hộ tự động,
khi nó được định hình trên một vật chất nhất định. Có nghĩa là Ngân chỉ cần viết một cái bản nhạc vậy thôi thì Ngân đã khẳng định mình là tác giả của nó rồi, Ngân không cần phải tiến hành đăng ký ở bất cứ cái cơ quan nhà nước nào cả. Dạ, thì đó là sự khác nhau giữa nhãn hiệu, thương hiệu, nhãn hiệu với bản quyền. Thì Ngân hy vọng rằng sau cái buổi chia sẻ hôm nay thì mọi người sẽ hiểu rõ hơn, để khi mà mình nhắc tới đăng ký bảo hộ, tức là mình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứ không phải là đăng ký bảo hộ thương hiệu. Tuy nhiên thật sự Ngân nói là vấn đề góc độ pháp lý vậy thôi, chứ khi đôi lúc chia sẻ thì cái thuật ngữ thương hiệu và nhãn hiệu đôi lúc nó cứ quen miệng thì vẫn cứ dùng chữ thương hiệu. Dạ rồi, thì đi vào cái nội dung tiếp theo, để khởi động làm cho mọi người nóng hơn một chút, thì Ngân sẽ xin hỏi mọi người là vậy ai là chủ của sở hữu của các nhãn hiệu này? Đầu tiên là nhãn hiệu nước mắm Phú Quốc này, bánh mì Huỳnh Hoa, vừa rồi Ngân nghe rất là nổi tiếng, hình như có cái vụ lùng bùng gì đó ở bên Việt Nam liên quan tới bánh mì Huỳnh Hoa. Thì Ngân cũng chưa ăn cái loại bánh mì này nhưng mà nghe nói khá là mắc. Và tiếp theo đó là nhãn hiệu Vi Phong của công ty cổ phần Chỉ Nghệ Việt Nam ạ. Thì chắc có lẽ là mọi người sẽ nghĩ rằng chắc đối với nhãn hiệu Phú Quốc á, nước mắm Phú Quốc á, thì mọi người chắc bởi vì báo chí nói cũng khá là nhiều là nhãn hiệu này bị mất, và thực tế thì ở Úc thì nhãn hiệu này hiện tại thì đang thuộc về sở hữu của công ty Việt Hương Fish Sauce, một công ty tên là Việt Hương nhưng mà thực sự là một công ty của Mỹ á. Thì công ty này thì không chỉ là đăng ký cái nhãn hiệu Phú Quốc, nước mắm Phú Quốc trong đối với cái hàng hóa là nước mắm, mà họ còn đăng ký rất là nhiều sản phẩm. Như trên slide thì các anh chị có thể thấy là họ còn đăng ký cả cà phê này, trà này, coca này, đường này, gạo này, rồi rất nhiều thứ luôn, và cả gia vị này. Dạ, thì công ty Việt Hương này không chỉ đăng ký cái nhãn hiệu nước mắm Phú Quốc ở Úc mà họ còn đăng ký ở và là chủ sở hữu của rất là nhiều nước, ví dụ ở châu Âu hay là ở các nước ở châu Á thì họ cũng đã tiến hành đăng ký hết ạ. Tiếp theo, vậy bánh mì Huỳnh Hoa. Tất nhiên ở bánh mì Huỳnh Hoa ở bên Việt Nam thì có thể là của Huỳnh Hoa, của bánh mì Huỳnh Hoa, nhưng mà ở Úc thì cái nhãn hiệu này thì nó vừa mới được đăng ký và được bảo hộ bởi một công ty của Úc tên là Post Lifestyle. Thì nó bảo hộ cái bánh mì Huỳnh Hoa ở cái nhóm 43, tức là cái lĩnh vực nhà hàng. Tiếp theo là nhãn hiệu Vi Phong, Vi Phong chữ và Vi Phong có biểu tượng logo ạ. Thì cái nhãn hiệu này hiện tại cũng đang thuộc sở hữu của công ty L&T Trading, cũng là một công ty của Úc, cho cái nhóm hàng hóa là nhóm 30, liên quan tới ngũ cốc cũng như là tức là nhiều loại liên quan tới bún, rồi noodle này là bún này, rồi các loại thậm chí là nước mắm hay là nước mắm rồi ớt nữa. Thì rõ ràng thì ba nhãn hiệu trên thì chúng ta thấy khá là quen thuộc với người Việt ạ. Nhưng mà trên thực tế thì ở Úc thì nó đã thuộc về tất cả những chủ sở hữu, thì không phải là một người Việt Nam nào. Vậy câu hỏi đặt ra là hậu quả khi mà một nhãn hiệu rất là Việt bị người khác đăng ký ở Úc rồi thì các chủ nhãn hiệu của các nhãn hiệu trên sẽ có cái mặt nguy hại hay là hậu quả gì nè. Cái này thì Ngân rất là hy vọng được nghe một cái ý kiến chia sẻ nào đó của các bạn. Dạ không biết có ai giơ tay không anh chị? Bình VT xanh đó, Bình giơ tay. Mời anh Bình đi, mời anh Bình. Xin mời anh Bình có ý kiến ạ. Dạ, cảm ơn cô Nhâm ạ. Cảm ơn chị Ngân. Thì thật sự thì mình cũng đang rất cái tò mò là các cái nhãn hiệu mắm, nước mắm Phú Quốc rồi Vi Phong là những cái nhãn hiệu mà phải nói là rất nổi tiếng ở Việt Nam, thì mình cũng đang tò mò xem là liệu những cái nhãn hiệu đó khi mà những cái hãng, ví dụ như hãng nước mắm lớn của Việt Nam và cái mì Vi Phong ở Việt Nam đã sử dụng trước nay thì nó sẽ hậu quả như thế nào. Mình cũng đang rất là tò mò, chứ cũng không biết nó sẽ hậu quả như thế nào. Nhưng mà chắc chắn là nếu như mà mình xuất khẩu những mặt hàng này mà được bảo hộ ở nước Úc hoặc là ở nước Mỹ chẳng hạn, hoặc là bảo hộ ở toàn cầu, thì chắc chắn là sẽ bị
bị các cái đối tác mà sở hữu cái nhãn quyền nhãn hiệu này họ sẽ kiện. Tôi xin hết ạ. Dạ em cảm ơn nhưng mà anh mình cũng ạ. Đang tò mò những cái cái chia sẻ của cô giáo mà cái chủ đề này thật sự là rất lôi cuốn ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Dạ em cảm ơn anh mình nhiều. À, không không biết có anh chị nào có ý kiến nào không anh chị, nếu không thì em sẽ chia sẻ. Có một ý kiến của người không giơ tay ở đây là chủ của các nhãn hiệu ở đó Việt Nam sẽ không bán được ở các thị trường mà đã có chủ thể khác đăng ký, nghĩa là mình không thể bán dùng chính cái nhãn hiệu của mình đã bao nhiêu năm nay mà bán ở thị trường nước khác của Hoa Trương. Dạ dạ. Dạ cảm ơn chị đã đọc ạ. Dạ đúng rồi ạ. À, bạn Hoa Trương đã nói rất là chính xác ạ. Ý đầu tiên thì nếu mà hàng hóa của chúng ta ví dụ như Vi Phong chưa có xuất khẩu đi vào thị trường Úc thì việc xuất khẩu sẽ không thực hiện được. Và lúc này thì nếu mà muốn xuất khẩu vào Úc thì phải thay đổi nhãn hiệu thôi. Tại vì nhãn hiệu Vi Phong ở Úc đã thuộc về sở hữu một người khác rồi. Mà nếu bán muốn cũng bán nhãn hiệu Vi Phong đối với cái sản phẩm đó luôn thì sẽ không được. Còn nếu mà đó là trường hợp chưa xuất khẩu ạ. Còn nếu trường hợp là đang xuất khẩu vào thị trường đó thì sao? Thì nếu mà đang xuất khẩu, đang trên đường nhập cảng ở Úc chẳng hạn, thì cái chủ nhãn hiệu LNT, tức là chủ nhãn hiệu của Vi Phong ở Úc á, thì có quyền sẽ yêu cầu hải quan của Úc thì ngăn chặn cái hàng hóa đó lại. Tại vì một cái quyền cơ bản của chủ nhãn hiệu đó là có quyền là ra hải quan và yêu cầu đưa cái văn bằng nhãn hiệu của mình là được bảo hộ và yêu cầu là hải quan không được cho phép nhập cái hàng hóa đó bởi vì nó xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ và cụ thể ở đây là nhãn hiệu của mình. Còn trường hợp thứ ba là nếu cái nhãn hiệu bị chiếm đoạt đó mà ở xung quanh ở Việt Nam chẳng hạn, ví dụ như ở Lào hay là Trung Quốc chẳng hạn, thì khả năng á, thì có nguy cơ là những cái người mà chiếm đoạt nhãn hiệu đó sẽ lợi dụng để sản xuất những cái hàng hóa giả mạo tương tự để mà nhập khẩu vào Việt Nam và bán. Thì lúc này người tiêu dùng khi mà dùng những cái hàng giả đó thì lại cứ nghĩ là hàng này của hàng của Vi Phong chẳng hạn á, thì họ lại mất cái lòng tin vào cái thương hiệu của Vi Phong đã xây dựng trong một cái thời gian khá là lâu. Thì đó là những cái viễn cảnh cơ bản khi mà xuất khẩu thị trường ra nước ngoài mà nếu mà nhãn hiệu của mình đã bị người khác ăn cắp ạ. Ý là đã bị người khác chiếm đoạt rồi. À, còn ở trong nước thì sao? Nếu mà mình có một cái nhãn hiệu mà mình đang sử dụng cho cái doanh nghiệp của mình và mình chưa đăng ký thì cũng sẽ có những nguy cơ tương tự, đó là nguy cơ bị người khác yêu cầu là chấm dứt cái việc sử dụng đó, tại vì họ họ đăng ký rồi, họ khẳng định cái chủ mình là họ là chủ sở hữu của nhãn hiệu đó. Ví dụ như là nhãn hiệu Thanh Ngân cho lĩnh vực gạo ở Việt Nam đi, mà mình cũng sử dụng cái đó nhưng mình không có đăng ký thì người khác có quyền yêu cầu mình chấm dứt cái việc sử dụng. Thì lúc này tất nhiên sẽ có nhiều giải pháp, nhưng mà về cơ bản thì cái nguy cơ mình phải thay đổi cái nhãn hiệu của mình là một trong những cái nguy cơ mà mình phải gọi là mình sẽ gặp phải ạ. Và tương tự như vậy thì khi mà mình chưa có cái nhãn hiệu của mình chưa được gọi là về mặt pháp lý chưa được công nhận á, chưa được đăng ký á, thì thông thường cái tâm lý của mình thì sẽ khó mà tự tin là mình có nên đầu tư quá nhiều vốn vào cái sản phẩm này không ta, cũng không biết là người khác có đang sử dụng hay không. Thì thông thường mình sẽ không, các những cái chủ doanh nghiệp mà những người đứng đầu mà am hiểu về mặt sở trí tuệ cũng như là về nhãn hiệu ấy, thì sẽ thông thường sẽ không có tự tin và thoải mái theo Ngân là vậy. Còn, cho nên họ thường là yêu cầu các cấp dưới là phải tiến hành đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của mình trước khi mà đầu tư quá nhiều tiền của công sức của mình vào cái vấn đề marketing hay là vấn đề promotion, gọi là khuyến mãi truyền thông ạ. Dạ. Ngoài ra thì một cái hậu quả nữa là đôi lúc mình không biết là cái nhãn hiệu nó đã bị là của người khác rồi, mình cũng chỉ sử dụng vậy thôi, mình cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng mà thực sự lúc đó thì mình đang vi phạm cái quyền sở trí tuệ của người khác, gọi là đang xâm phạm quyền, bởi vì cái đó là của người khác rồi và mình đang sử dụng, và cái việc sử dụng nhãn hiệu của mình, nếu hai nhãn hiệu là giống nhau và cho cùng một cái nhóm hàng hóa sản phẩm thì mình nó gây nên cái sự nhầm lẫn của khách hàng, mà bản chất của nhãn hiệu là dùng để phân biệt hàng hóa của các chủ thể cá nhân khác nhau, cho nên là mình đang thực hiện một hành vi vi phạm pháp luật ạ. Thì đó là một vài hậu quả. Thì đó chính là lý do, cũng là lý do mà Ngân chia sẻ là tại sao chúng ta cần phải đăng ký để bảo hộ nhãn hiệu. Vậy một câu hỏi đặt ra là liệu có bắt buộc hay không ạ? Anh chị nào có thể chia sẻ với Ngân là liệu đăng ký bảo hộ nhãn hiệu có bắt buộc hay không?
Dạ, có ai giơ tay không anh chị? Ở đây có mấy ý kiến mọi người nhắn lên tin nhắn, đó là người thì ví dụ như anh Nguyễn Thân Bình thì bảo là có, của cô Nguyễn Ngân thì bảo là không bắt buộc, rồi Nguyễn Minh Tâm thì nói kia là có một số người thì bảo là bắt buộc và không bắt buộc, nó ở hai còn của Khang Nguyễn thì không, nhưng mà rất là quan trọng đấy. Thì cảm ơn cái ý kiến phát biểu của mọi người. Thì thực sự có bắt buộc hay không á, thì câu trả lời là không. Việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu đó là cái lựa chọn của mỗi doanh nghiệp hay mỗi doanh nghiệp, chứ nó không phải là bắt buộc như là tên business name, tức là tên kinh doanh hay là tên công ty. Mà nhưng mà việc đăng ký là rất cần thiết, rất cần thiết. Tại sao? Thì những cái lý do mà Như Ngân đã trình bày lúc nãy giờ, tại vì khi mà mình đăng ký thì mình sẽ có một cái sự ghi nhận về mặt pháp lý, cũng giống như mình sinh ra một đứa con thì mình cũng phải đăng ký khai sinh, thì lúc đó mình mới có đủ giấy tờ mình đi làm giấy nhập học và mình làm tất cả những cái giấy tờ còn lại. Còn khi mình không đăng ký thì người khác đăng ký thì cái tên đó thuộc về người khác rồi, thì mình sẽ bị mất thôi. Nói một cách đơn giản là vậy. Thứ hai nữa thì việc đăng ký cũng không bắt buộc, nhưng mà cần thiết là để mình tránh xâm phạm quyền. Tại sao? Bởi vì khi mình đăng ký thì mình phải tiến hành tra cứu, và mình tiến hành tra cứu thì mình sẽ biết được có những cái nhãn hiệu này nó thuộc về người khác rồi này, mình không nên sử dụng hay là mình không nên đăng ký. Còn nếu như mình không tiến hành đăng ký, mình sẽ không tra cứu và mình cứ sử dụng, mình cứ đầu tư rất là nhiều tiền của hay là tiền này rồi nhân lực vào đó, nhưng mà cuối cùng mình phát hiện là vừa tốn tiền nhưng mà vừa xâm phạm nhãn hiệu của người khác nữa, lại có nguy cơ không chỉ là người ta yêu cầu mình dừng việc sử dụng, mà trong một số trường hợp họ còn có thể yêu cầu là mình phải bồi thường những cái tổn thất của họ. Tất nhiên là trong trường hợp này thì họ phải có những cái bằng chứng chứng minh gọi là cái sự sử dụng của nhãn hiệu của mình thì gây ra cái tổn thất cho họ. Thì đó chính là một trong một cái vài lý do về Như Ngân chia sẻ là về tại sao mình nên đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, mà những cái hậu quả vì có việc không đăng ký là gì. Vậy mọi người sẽ thắc mắc, vậy nãy giờ Ngân nói nhiều như vậy nhưng mà cuối cùng vậy nhãn hiệu là gì? Thì đơn giản là nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa của các tổ chức cá nhân khác nhau, như nãy giờ Ngân cứ nói lươn nói tới cái khái niệm đó. Và dấu hiệu này phải là dấu hiệu mà mình nhìn thấy được. Vậy nếu mà dấu hiệu mình ngửi được có được hay không? Giống như mình nước hoa chẳng hạn, hay là mình nghe thì liệu có được hay không? Không biết có bạn nào có ý kiến không ạ? Liệu nhãn hiệu mùi có được chấp nhận, hay là nhãn hiệu âm thanh có được chấp nhận ở Việt Nam hay không ạ? Dạ, có bạn nào trả lời không chị Liên? Không, không có ai cho đến giờ phút này. Dạ, cảm ơn chị. Bắt đầu có những có nhắn tin, em nghĩ là có của Nguyễn Ngân. Dạ. Dạ, một vài người cho rằng là có, chắc có thể một vài người cho rằng không. Thông thường những câu hỏi như này thì sẽ là yes hoặc no ạ. Dạ, thì ở Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam về nhãn hiệu thì phải là một cái dấu hiệu, mà dấu hiệu này là nhìn thấy được. Và nhìn thấy được thì rõ ràng nếu chúng ta đối chiếu vào nhãn hiệu mùi á, thì chúng ta chỉ hít thôi. Hay là nhãn hiệu âm thanh thì thông thường là nghe. Thực tế khi đi đăng ký á, thì nhãn hiệu biết là mùi, nhưng mà người ta cũng sẽ có những cái văn bản để ghi những cái mùi đó, thì bao gồm những cái hợp chất nào để tạo ra những cái mùi đó. Hay là nhãn hiệu âm thanh thì cũng sẽ một là sẽ có một clip về đoạn nhạc đó, hay là cái một cái quyển cũng là sẽ ghi những cái nốt nhạc. Tuy nhiên hai loại nhãn hiệu này là nhãn hiệu mùi và nhãn hiệu âm thanh được xem là nhãn hiệu phi truyền thống, tức là nó không phải nhãn hiệu truyền thống, nhãn hiệu mà ai cũng biết, thì chưa được chấp nhận bảo hộ ở Việt Nam. Nhưng mà những cái nhãn hiệu này như mùi và âm thanh thì đã được bảo hộ những các nước khác, ví dụ như ở Úc hay ở Mỹ thì đã được chấp nhận. Nhưng mà thực sự thì trên thực tế thì cũng không có quá nhiều hồ sơ đã được chấp nhận bảo hộ. Nhưng mà về lý thuyết là có, và cũng đã có những cái nhãn hiệu đã được bảo hộ ở những cái nước, ở các nước như là Úc và Mỹ, còn ở Việt Nam thì không được chấp nhận cho đến thời điểm hiện tại.
Thì đó là về khái niệm về nhãn hiệu. Vậy có bao nhiêu loại nhãn hiệu? Thì thông về cơ bản thì chúng ta sẽ có 4 loại nhãn hiệu chính. Thì nhãn hiệu thông thường thì nó cũng đơn giản rồi ha. Nhãn hiệu thông thường thì ai cũng biết, thì mình cứ nhìn vào thì giả sử Magus của Ngân hay là Cách Xanh của một khách hàng của Ngân hay là Phở An chẳng hạn, thì đấy là nhãn hiệu hàng hóa và nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu thông thường. Thứ hai là loại nhãn hiệu chứng nhận. Cái này chắc mọi người sẽ gặp rất là nhiều, tại vì Ngân khi mà tham gia Mekong Organic, Ngân cứ hay nghe chứng nhận NASA. Thì nhãn hiệu NASA cũng là một cái loại nhãn hiệu chứng nhận, là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu nó sẽ cho phép một cái tổ chức cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa dịch vụ của tổ chức cá nhân đó để chứng nhận về một cái đặc tính nào đó này, hay là xuất xứ hay là nguyên vật liệu. Một ví dụ điển hình như là hàng Việt Nam chất lượng cao thì thuộc về một cái tổ chức, thì khi mà hàng hóa của mình mà đáp ứng những cái yêu cầu của họ thì họ mới cho phép mình sử dụng cái nhãn hiệu chứng nhận này. Như vậy thì đối với một cái hàng hóa thì các bạn có thể thấy là có thể xuất hiện vừa nhãn hiệu của hàng hóa dịch vụ của mình và cũng vừa có thể sử dụng cái nhãn hiệu chứng nhận này. Cũng giống như là chắc các anh chị đa số là trong lĩnh vực nông nghiệp á, thì sẽ có thể sử dụng cái nhãn hiệu chứng nhận này như là một cái bonus thêm, một cái giá trị thêm vào để cho cái thương hiệu của mình được ấn tượng hơn và được mọi người tin cậy hơn ạ. Thì đầu tiên là nhãn hiệu thông thường này, thứ hai là nhãn hiệu chứng nhận này, thứ ba thì chúng ta có nhãn hiệu tập thể này. Thì nhãn hiệu tập thể nó sẽ dùng để phân biệt hàng hóa của các tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với cái hàng hóa tổ chức của cá nhân không phải là thành viên. Thì thông thường ở Việt Nam thì Ngân thấy các hợp tác xã hay đăng ký nhãn hiệu tập thể này, và khi mà nhãn hiệu được bảo hộ thì họ chỉ cho phép những người mà tham gia trong cái hợp tác xã đó được sử dụng thôi. Còn nếu mà không phải trong cái tổ chức đó thì không được sử dụng. Ví dụ một vài nhãn hiệu tập thể như là nón Mỹ Lam là nón truyền thống ở Huế này, hay là Thanh Long Chợ Gạo này, hay là Hà Tĩnh trà Hồng Lộc này. Những cái nhãn hiệu tập thể này thì Ngân lấy dữ liệu ở trên Cục Sở Trí Tuệ ở Việt Nam ạ. Thì nhãn hiệu thứ ba là nhãn hiệu tập thể. Loại thứ tư thì chắc là các anh chị cũng thoảng thấy ở Vingroup thì nó có rất ở Vinhome, Vincom hay là Vinpearl. Thì loại thứ tư đây là cái loại nhãn hiệu liên kết. Loại nhãn hiệu này thì do cùng một cái cá nhân tổ chức đăng ký. Thường thường những cái nhãn hiệu liên kết á, gọi là liên kết mà, thì nó khá là giống nhau, một là trùng, hai là khá là giống nhau, chỉ thay đổi một cái yếu tố thôi. Ví dụ như các bạn thấy là những cái hình ảnh của nhãn hiệu liên kết của Vin ở trên ạ. Thì cái đặc điểm của nhãn hiệu này thì như Ngân nói là do cùng một cá nhân tổ chức tiến hành này, nó có cái điểm tương tự nhau về nhãn hiệu cũng như các nhóm sản phẩm dịch vụ này, và có sự liên quan tới nhau về mẫu nhãn hiệu cũng như nhóm ngành sản phẩm hay cái dịch vụ cung cấp ra thị trường. Hay là một cái ví dụ về nhãn hiệu liên kết như là Honda chẳng hạn, thì cái dấu hiệu mạnh và dấu hiệu chính ở đây vẫn là Honda, nhưng mà họ thay đổi một chút cách tân trong cái cách thể hiện. Thì cái ưu điểm của cái nhãn hiệu này theo mọi người là gì? Tại sao một Vin lại tạo ra rất là nhiều cái gọi là cái hậu tố phía sau như vậy, mà họ không có tạo ra một cái nhãn hiệu con chẳng hạn, mà họ lại làm như vậy, hay là Honda chẳng hạn? Thì không biết có anh chị nào có ý kiến không ạ? Dạ không biết có anh chị nào không, chị Liên. Hiện tại thì bắt đầu sẽ có này, để tăng giá trị, ví dụ như của Hoa Trương thì để tăng giá trị thương hiệu chung, top of mind của khách hàng, rồi giữ uy tín thương hiệu mẹ đấy. Có thêm nữa đây của chị Ivan, đó là thể hiện sức mạnh. Nhiều lắm. Rồi của cô Choan thì là để tạo sự nhất quán trong thương hiệu này. Rồi của Hồ Huỳnh Anh Sang thì là nhóm sản phẩm hoặc là dịch vụ con. Thì về cơ bản là những ý kiến của mọi người là đã thể hiện được cái bản chất của các nhãn hiệu này ở đó. Tức là việc đăng ký nhãn hiệu liên kết này thì nó mang cái lợi thế cho chủ sở hữu nhãn hiệu, đó là nó được độc quyền sử dụng cái dấu hiệu mà đặc biệt của mình. Ví dụ dấu hiệu đặc biệt ở đây đó là Vin, họ độc quyền sử dụng, và càng ngày càng đăng ký ở Vin
Vin này, Vin Group này, xong rồi đến Vin Homes, Vin Com này, thì cái dấu hiệu chữ Vin đó nó lại càng khẳng định chủ sở hữu là thuộc về Vin Group ạ. Hay là tương tự Honda chẳng hạn, thì càng ngày cái dấu hiệu chữ Honda và cái cánh này, không biết cánh chim hay cánh không biết, thì là được khẳng định cái độc khẳng định Honda là cái chủ nhãn hiệu độc quyền sử dụng cái dấu hiệu này ạ. Và nó còn giúp cho người tiêu dùng có một cái sự liên tưởng là các hàng hóa dịch vụ này có cùng một nguồn gốc xuất xứ. Như vậy thì thông thường những cái chủ nhãn hiệu này thì mình chỉ cần đầu tư và tập trung vào một cái nhãn hiệu này thôi, nhưng mà có thể là quảng cáo và xây dựng niềm tin của khách hàng dễ dàng hơn là khi mình phải phát triển quá nhiều cái tên nhãn hiệu ạ. Tuy nhiên cái việc mà sử dụng nhãn hiệu liên kết này nó cũng có một cái nhược điểm, thì không biết anh chị nào có biết cái nhược điểm của nó là gì không ạ? Thì mỗi cái loại nhãn hiệu sẽ có cái ưu nhược điểm khác nhau. Vậy thì cái nhãn hiệu liên kết này nó có nhược điểm gì? Không biết có anh chị nào có chia sẻ không chị Liên? Hiện tại thì chưa có, mọi người chắc đang thai, đang nhắn tin. Nhưng mà hôm nay lớp học đấy bắt đầu có. Hôm nay lớp học cảm ơn mọi người là tham gia rất là nhiệt tình luôn ấy, và cách dạy của cô Ngân làm cho mọi người cùng nhau. Ở đây ví dụ như hồi nãy thì Liên có trả lời ý trước là để nhắm đến các thị trường mục tiêu khác nhau này. Còn bây giờ là trả lời chắc ý hai, đó là của Hoa Trân, nếu chất lượng của một brand không ổn thì các brand khác sẽ bị ảnh hưởng theo. Hay là khi bị ảnh hưởng xấu thì sẽ bị ảnh hưởng nguyên cả chuỗi, như là của Nguyễn Ngọc hay của chị Ivan, thì nó dễ gây nhầm lẫn về sản phẩm. Hay của bạn Khang thì nếu thương hiệu bị scandal thì sẽ ảnh hưởng đến các dòng sản phẩm khác. Nói chung ý kiến của mọi người là sẽ bị ảnh hưởng, nếu bị ảnh hưởng thì sẽ lại bị ảnh hưởng theo một chuỗi luôn. Dạ, chắc hôm nay chắc không cần mời em tới nữa, tại vì mọi người trả lời đúng rồi. Nhược điểm là một cái xấu thì ảnh hưởng toàn bộ thương hiệu chung. Không, nói chung là đây mọi người thảo luận rất là để cho mọi người cùng đưa ý kiến vào. Đó là cách mà chúng ta, những người làm hữu cơ, cùng ngồi lại với nhau. Dạ thì đúng rồi đó, thì em không cần nói nhiều nữa, thì đúng là cái nhược điểm. Không phải, không thể nói, cô giáo sẽ là không. Đưa đến một cái chung nhất. Rồi, ok. Dạ thì đúng như mọi người nói đó. Dạ thì nếu mà tại vì mình có một cái tên nhãn hiệu giả sử Honda, khi mà có một cái trục trặc hay một cái tin nào không có tốt thì nó sẽ ảnh hưởng tới nguyên cả một cái thương hiệu đã gây dựng rất là lâu và rất là nhiều nỗ lực của mình luôn. Thì đó là một trong những cái ưu điểm gọi là xấu nhất khi đối với cái loại nhãn hiệu này ạ. Thì Ngân đã chia sẻ với mọi người là thứ nhất là về định nghĩa nhãn hiệu này, các loại nhãn hiệu, vậy làm thế nào để mình chọn một cái nhãn hiệu nó vừa phù hợp với sở thích của mình mà vừa có khả năng bảo hộ cao. Thì không biết mọi người có ý tưởng gì làm thế nào để chọn một cái nhãn hiệu mà vừa đúng sở thích mà lại vừa được bảo hộ cao. Chắc là phải tìm tới chuyên gia thôi. Dạ. Chắc phải tìm tới chuyên gia là nghề của Ngân mà. Dạ thì để mà chọn một cái nhãn hiệu nó phù hợp và nó có khả năng bảo hộ cao á, thì tóm gọn lại thì thông thường thì sẽ có 4 nguyên tắc ạ. Thứ nhất là nó sẽ không, cái nhãn hiệu mà mình định lựa chọn nó không có thuộc cái đối tượng bị cấm, tại vì đa số mỗi quốc gia đều quy định có những cái dấu hiệu mà người một mình không thể được sử dụng, ví dụ như là thông thường là giống như là cờ này, là quốc huy này, là những người hình ảnh hình tượng của những người nổi tiếng, ví dụ như tổng thống này, hay là những cái cờ, hay là những cái biểu tượng của những cái tổ chức quốc tế, thì tất nhiên những cái dấu hiệu đó thì gọi là thuộc dấu hiệu cấm thì không được sử dụng rồi. Cái thứ hai, bởi vì nhãn hiệu là dùng để phân biệt mà, cho nên là nó phải có khả năng tự phân biệt, tức là mình không được sử dụng những cái dấu hiệu mà bất cứ ai kinh doanh trong lĩnh vực của mình cũng phải sử dụng cái từ đó để mô tả cho hàng hóa dịch vụ của mình. Ví dụ như Ngân bán đường mà Ngân lại đăng ký nhãn hiệu là ngọt thì không được, tại vì sao? Ai bán đường thì cũng phải sử dụng, ok, hàng của tôi, đường của tôi rất là ngọt chẳng hạn, thì nó không có cái dấu hiệu ngọt đối với bán đường thì nó không có, bản chất của nó không có khả năng tự phân biệt. Gọi là nó là những cái thuật ngữ thông dụng mà ai cũng phải sử dụng, thì mình không thể nào mình độc quyền sử dụng nó được. Cái thứ ba là mặc dù mình đã chọn một cái dấu hiệu không thuộc đối tượng bị cấm rồi, cũng rất là đặc biệt, không phải ai mà bình thường trong cái lĩnh vực đó cũng sử dụng cái từ ngữ đó, nhưng mà ngặt nỗi là
khi đăng ký á, thì một người khác đã đăng ký rồi thì cũng không được. Tức là cái yếu tố thứ ba là cái nhãn hiệu của mình phải có khả năng phân biệt với cái dấu hiệu khác nữa, và thì mới đáp ứng được yêu cầu bảo hộ. Và cuối cùng thì tất nhiên rồi, mình phải thích thì mình mới chọn cái nhãn hiệu đó, tại vì nó là đứa con tinh thần của mình mà, không chỉ theo mình 1-2 năm mà đôi lúc nó là cả cái cuộc đời, phần đời còn lại của mình, thì mình phải thích thì mình mới chọn. Vậy thì Ngân cũng xin nói sơ qua, thì như Ngân nói đó, thứ nhất là phải không thuộc đối tượng bị cấm, thì cái này thì mọi người cũng dễ hiểu thôi ha, tại vì những cái dấu hiệu như là cờ hay là quốc huy đồ vậy thì tất nhiên là không được rồi. Một cá nhân hay một doanh nghiệp đâu thể nào sử dụng cái này để làm cái nhãn hiệu riêng của mình. Cái thứ hai, như cũng nhân cũng đã nói này, cái dấu hiệu của các tổ chức chính trị xã hội này, hình tượng của những cái người mà lãnh tụ anh hùng dân tộc này, như là Obama hay là Bác Hồ hay là Putin chẳng hạn, thì cũng không được. Tiếp theo là những cái dấu hiệu mà dấu hiệu chứng nhận hay dấu kiểm tra của các tổ chức quốc tế mà được công nhận, mà nếu mình không họ yêu cầu không được sử dụng thì mình cũng không được sử dụng. Và tiếp nữa là ví dụ như là ok, mình bán sữa thì sản xuất ở Việt Nam nhưng mình ghi là Australian milk, là sữa Úc chẳng hạn, thì cái dấu hiệu này nó làm cho khách hàng tưởng là sữa ở Úc, mà bên mình thì lại có xu hướng lại muốn sữa ngoại thì lại mua, nhưng mà thực sự cái dấu hiệu này nó làm gọi là gây cái ấn tượng hiểu, làm cho người tiêu dùng hiểu sai và gây nhầm lẫn, hay là cố tình lừa dối khách hàng thì cũng không được. Hay là hàng của mình thì sản xuất ở Việt Nam nhưng mà lại ghi là made in USA chẳng hạn thì không được. Thì đó là cái không thuộc, thứ nhất là không thuộc đối tượng bị cấm. Cái thứ hai là khả năng phân biệt tự thân. Như Ngân nói thì đối với những cái dấu hiệu đơn giản, ví dụ như số 2 hay chữ N, nếu mà mình đăng ký như vậy thì bất cứ người nào cũng phải sử dụng những cái dấu hiệu đó để mô tả hàng hóa dịch vụ của mình thì cũng không được. Tuy nhiên ở Việt Nam thì có một cái ngoại lệ là nếu mà cái dấu hiệu đó đã được sử dụng lâu rồi và được thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa là nhãn hiệu rồi thì vẫn được công nhận. Ví dụ như là bia 333 là một ví dụ rất là điển hình, thì tại vì nó được sử dụng trong một thời gian rất là lâu, mọi người khi nghĩ đến 333 là nghĩ ngay đến bia Sài Gòn 333, nên đây là một cái trường hợp ngoại lệ. Nhưng mà thôi, khi mà Ngân chia sẻ thì Ngân nghĩ là mọi người chúng ta cứ theo nguyên tắc bình thường. Ngoại lệ này thì chắc cũng phải trả giá bằng cái việc là chúng ta phải chứng minh được là mình đã sử dụng và được thừa nhận rộng rãi, thì đòi hỏi thì phải có một cái sự giải trình rất là kỹ đối với Cục Sở Trí Tuệ thì mới được chấp nhận. Đây là những dấu hiệu quy ước hình vẽ thông thường của hàng hóa dịch vụ này. Đã được sử dụng rộng rãi thì cũng không được chấp nhận. Lúc này có bạn nói là gạo ST25 đã bị mất rồi ạ. Thực sự cái chữ gạo ST25 nó chỉ là một cái tên gọi của một cái giống lúa ST25 để tạo ra cái gạo đó thôi. Cho nên xét về bản chất thì nó không được được xem như là một cái nhãn hiệu. Do đó thì mình xin chia sẻ với bạn một tin mừng, thì gạo ST25, mặc dù ST25 đã được đăng ký ở Úc, nhưng mà nó trong cái hồ sơ của nó thì nó đã nhận được cái văn bản dự định từ chối. Và trong quá trình giải trình thì Ngân nghĩ là bởi vì nó khi mà cơ quan Cục Sở Trí Tuệ Úc á, Trademark Examiner, tức là người chuyên viên kiểm tra á, thì họ cũng sẽ khi mà đánh giá một cái nhãn hiệu thì họ cũng phải tra cứu trên Google, trên mọi thứ, thì họ cũng biết rằng đây là chỉ là một tên gọi của một cái giống lúa, mà tên gọi của một giống lúa thì mình không được bảo hộ độc quyền được. Cho nên là ST25 vẫn chưa có mất gì ở Úc nha bạn. Hay là ví dụ như Ngân bán nho chẳng hạn, mà Ngân lại đi dùng cái hình ảnh của những cái quả nho này để làm nhãn hiệu của mình thì cũng sẽ không được chấp nhận, tại vì ai cũng cũng sử dụng cái hình ảnh này để mô tả cho việc bán nho của Ngân mà. Cái thứ ba là những cái dấu hiệu mà chỉ về thời gian, địa điểm, phương thức sản xuất, chủng loại, số lượng như vậy thì cũng không được chấp nhận. Tại vì ai trong cùng lĩnh vực của mình cũng phải dùng những cái từ ngữ đó để mô tả cho cái hàng hóa dịch vụ của mình. Ví dụ như là Ngân sẽ là một công ty về chuyên về phát nhanh, nhưng mà Ngân sẽ dùng lại lấy chữ nhanh đi đăng ký cho cái nhóm đó thì sẽ không ạ. Hay là Ngân bán kẹo mà Ngân lại đăng ký từ ngọt, giống như lúc nãy Ngân nói, thì cũng sẽ không được. Tất nhiên lúc nào cũng sẽ có ngoại lệ, đó là dấu hiệu nếu mà đã được sử dụng trong một thời gian dài và nó đã đạt được cái khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng mà trước thời điểm nộp đơn đăng ký á, thì sẽ được Cục Sở Trí Tuệ cân nhắc. Tức là trước cái thời điểm đăng ký á, thì bởi vì họ vì nhãn hiệu này sử dụng trong một thời gian dài, họ đã tạo nên được cái ấn tượng liên kết của khách hàng đối với cái tên nhãn hiệu này,
khi nói nhắc đến tên nhãn hiệu này thì khách hàng sẽ nghĩ ngay được cái tên nhãn hiệu đó, thì sẽ được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cân nhắc, nhưng mà đó chỉ là một trường hợp ngoại lệ thôi ạ. Những cái dấu hiệu về mô hình pháp lý như là công ty cổ phần, tập đoàn thì tất nhiên sẽ không được bảo hộ rồi. Hay là dấu hiệu chỉ về nguồn gốc địa lý, ví dụ như là Bình Thuận hay là Mai Vàng ở Huế. Cái này thì tất nhiên một cái cá nhân hay một cái doanh nghiệp, một cái chủ doanh nghiệp thì không thể nào đăng ký độc quyền bảo hộ những cái dấu hiệu này, bởi vì nó chỉ là dấu hiệu chỉ về nguồn gốc địa lý. Nếu mà bạn độc quyền rồi thì người khác không sử dụng được thì rất là vô lý, đúng không ạ? Nhưng mà tất nhiên như Ngân đã nói thì lúc nào cũng có trường hợp ngoại lệ là được sử dụng và đã sử dụng trong một thời gian dài và được thừa nhận rộng rãi. Hoặc là những cái nhãn hiệu này phải đăng ký dưới dạng nhãn hiệu tập thể hoặc là nhãn hiệu chứng nhận như lúc nãy Ngân đã chia sẻ. Ví dụ Mai Vàng của Huế thì có thể đăng ký dưới dạng nhãn hiệu tập thể hoặc là nhãn hiệu tập thể này, hay là Bình Thuận chẳng hạn, Thanh Long Bình Thuận chẳng hạn thì cũng có thể cân nhắc đăng ký dưới dạng nhãn hiệu tập thể hoặc là chỉ dẫn địa lý. Thực sự chỉ dẫn địa lý mà là một cái khái niệm khác mà chút nữa Ngân sẽ chia sẻ sau ạ. Thì đầu tiên cái dấu hiệu mà chúng ta dự định để làm nhãn hiệu, thứ nhất là không thuộc đối tượng cấm này, không được nhà nước cấm thì không được đặt chọn những dấu hiệu đó. Thứ hai là nó phải có tính phân biệt, đừng chọn những cái từ ngữ mà thông thường mô tả hàng hóa dịch vụ của mình. Nhưng mà cái yếu tố thứ hai này rất là nhiều các anh chị gặp phải. Tại sao? Bởi vì khi mình mới phát triển cái đứa con của mình, cái sản phẩm dịch vụ của mình, thì mình rất là muốn chọn một cái từ ngữ nào đó nó mô tả, nó liên hệ, nó liên kết với cái sản phẩm dịch vụ của mình để cho mọi người dễ gọi là dễ liên tưởng và dễ nhớ. Ví dụ như là Ngân bán bún bò Huế đi, thì Ngân sẽ rất là muốn ghi là bún bò Huế hảo hạng, bún bò Huế của tôi rất là ngon, hoặc là thì Ngân sẽ chọn là bún bò Huế hảo hạng hay là bún bò Huế ngon, tại vì Ngân rất là muốn mọi người khách hàng là biết cái này rất là ngon, thì Ngân sẽ dùng cái từ ngon hay từ hảo hạng để đăng ký. Tuy nhiên nếu mà Ngân độc quyền cái chữ đó thì những người khác bán bún bò Huế sẽ không sử dụng được, và điều đó thì thường đó chính là lý do mà Ngân sẽ không được chấp nhận. Nhãn hiệu của Ngân sẽ không được chấp nhận bảo hộ khi mà Ngân dùng những cái từ ngữ mang tính mô tả tính chất vật lý của cái sản phẩm dịch vụ của mình. Thì đây là một cái lỗi mà Ngân thấy rất là nhiều các anh chị khi chọn cái tên nhãn hiệu của mình á thì hay gặp phải. Thì cái thứ ba đó là như Ngân nói thì khi mà mặc dù mình đã chọn được một cái tên nó rất là độc, có thể là cái từ tự tạo của mình chẳng hạn. Ví dụ như là Ngân lấy tên của Ngân ghép với tên của con của Ngân hay chồng của Ngân chẳng hạn, nghĩ là rất là độc rồi. Tuy nhiên ai biết được có những người tự nhiên vô tình cái tên của mình nó lại trùng với người khác, và người khác đó đã đăng ký nhãn hiệu của họ đã được bảo hộ rồi, hoặc là nhãn hiệu của họ đã đăng ký trước rồi, thì lúc đó thì cũng không, khả năng nhãn hiệu của Ngân được bảo hộ cũng khá là thấp. Thì khi mà chúng ta phân biệt với những cái nhãn hiệu trước đó, thì chúng ta sẽ có hai yếu tố chúng ta cần phân biệt. Thứ nhất là chúng ta phân biệt cái nhãn hiệu của mình đó, nó có trùng hay tương tự hay không. Đối trùng là một rồi, nhưng mà cái sự tương tự nó có đến mức gây nhầm lẫn hay không nữa. Chúng ta so sánh thứ nhất là về mặt là dấu hiệu, tức là nhãn hiệu. Cái thứ hai chúng ta xem thử cái hàng hóa của mình với cái hàng hóa của người kia có trùng hay tương tự hay không. Thì dấu hiệu thứ nhất là về nhãn hiệu đó, thì chúng ta sẽ đối với cái dấu hiệu là chữ á, thì chúng ta sẽ phân biệt xem được đánh giá theo cái kết cấu từ như thế nào này, cách phát âm của nó Toshiba, Teshiba hay là Toshiba, nó có tương tự hay trùng hay là tương tự đến mức gây nhầm lẫn hay không. Cái cách trình bày này, Ngân Tô này rồi Ngân Toshiba này, cái nhãn hiệu Ngân Tô thì nó lại nằm trong nhãn hiệu Toshiba nữa, thì cách trình bày như vậy nó có gây nhầm lẫn cho khách hàng hay không, hay là cái nghĩa Ngân đăng ký nhãn hiệu xôi mà người khác đăng ký là sticky rice thì tiếng Anh dịch sang tiếng Việt thì cũng là xôi thôi, liệu có được hay không. Thì đối với nhãn hiệu chữ thì chúng ta phải cân nhắc những yếu tố đó về cái cấu từ, phát âm, cách trình bày, nghĩa. Còn đối với cái dấu hiệu nhãn hiệu là hình á, thì chúng ta phải xem thứ nhất là cái ấn tượng chung về mặt tổng thể nó như thế nào. Số lượng các ký tự này, sắp xếp này của các chữ ở trong đó này, cái phần hình, cái nào là yếu tố mạnh, cái nào là yếu tố yếu này. Rồi cái phối hợp màu sắc này nó có tương tự hay không này, rồi thông điệp hình ảnh này. Ở trong này thì có cái nhãn hiệu ví dụ như là Red Bull thì một cái nhãn hiệu nổi tiếng, khá là nổi tiếng rồi, thì đã được bảo hộ rồi, và người khác đăng ký sau người ta sẽ dùng Red Star. Nhưng mà rõ ràng mặc dù
Red Bull với lại Red Star nó khác nhau, nhưng mà rõ ràng người ta đã cố tình dùng hai cái con bò hốt cũng về mặt tổng thể khá là tương tự nhau này, cho nên cái nhãn hiệu này không được chấp nhận. Hay là về mặt ý nghĩa, cái thông điệp hình ảnh Red Sun, mặt, nếu mà dịch ra tiếng Việt là mặt trời đỏ, thì cái ý nghĩa này nó có tạo nên cái sự nhầm lẫn của khách hàng hay không, thì thông thường những cái nhãn hiệu này sẽ không được chấp nhận ạ. Thì đầu tiên là chữ thì chúng ta sẽ đánh giá theo những yếu tố như vậy. Đối với thần thì chúng ta sẽ đánh giá như những yếu tố Ngân mới trình bày. Vậy đối với nhãn hiệu kết hợp cả chữ và hình thì sao? Thì chúng ta nếu mà cái chữ và hình đó nó có khả năng phân biệt và tồn tại được một cách độc lập. Ví dụ như cái hình đầu tiên mà bốn con én đi, thì rõ ràng mọi người sẽ thấy là cái biểu tượng của nó là con chim, và cái nối đó nó có thể tồn tại một độc lập, cách độc lập thì mình sẽ so sánh nó với những cái nhãn hiệu khác cũng có cái hình tượng con chim và cái nối đó, mà đối với cái nhóm hàng hóa dịch vụ trùng hoặc tương tự. Còn nếu phần chữ và phần hình không tồn tại được độc lập, như cái nhãn hiệu số 2, cái hoa hồng nó kết hợp quá trời thứ luôn, mình không thể nào tách ra mình đánh giá một cách độc lập nữa, thì mình sẽ đánh giá dựa trên ấn tượng tổng thể là xem cái nhãn hiệu của mình và nhãn hiệu người kia có giống nhau hay không. Thì yếu tố đầu tiên đó là về mặt nhãn hiệu, mình sẽ xem là nhãn hiệu của mình có trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu của người khác hay không. Cái thứ hai nữa là mình phải đánh giá dựa vào cái liệu cái nhãn hiệu này mình dự định cho hàng sử dụng cho hàng hóa dịch vụ của mình á, thì nó có trùng và tương tự với hàng hóa dịch vụ của người kia hay không. Thì để giải quyết vấn đề này, bởi vì trong cuộc sống của mình nó có quá rất nhiều cái hàng hóa và dịch vụ, từ cái tăm xỉa răng đến cái điện thoại thông minh chẳng hạn, thì đó chính là lý do mà thỏa ước NISA năm 1975 hay đã quy định á, đã phân định khi mà mình đăng ký nhãn hiệu á, thì mình phải chọn, đầu tiên là mình phải có cái mẫu nhãn hiệu này, thứ hai là mình phải chọn là mình đăng ký nó trong cái nhóm hàng hóa nào. Thì họ chia ra nhãn hiệu thành 45 nhóm, từ nhóm 1 đến nhóm 34 là hàng hóa và 35 đến 45 là dịch vụ. Ví dụ như nhóm 30 thì gạo, nước mắm, đường sẽ nằm trong nhóm 30 bởi vì nó là hàng hóa. Tuy nhiên đến nhóm 43 tức là nó sẽ nhà hàng sẽ nằm trong nhóm 43 bởi vì nó là dịch vụ. Hay là nhóm về tài chính liên quan tới ngân hàng hay tư vấn tài chính thì nó sẽ nằm trong nhóm 36. Vậy cái câu hỏi đặt ra ở đây là vậy cứ chọn cái số khác nhau, giả sử nhóm 30, Ngân đăng ký nhóm 30 rồi thì họ đăng ký nhóm 30 rồi Ngân đăng ký, sorry, xin lỗi mọi người, họ đăng ký nhóm 30 rồi, vậy Ngân đăng ký nhóm 29 thì được thôi đúng hay không? Câu trả lời là không, không hẳn là mình cứ chọn cái con số, cái nhóm đó nó khác nhau thì mình sẽ, cái hàng hóa của mình nó sẽ khác nhau, mà mình phải căn cứ vào cái tính chất của rồi cái thành phần, rồi nhiều yếu tố khác nữa. Ví dụ như Ngân đăng ký nhãn hiệu là Thanh Ngân cho bán táo Fresh Apple ở nhóm 31. Tuy nhiên một người khác nếu mà đăng ký, mặc dù đăng ký ở nhóm khác là nhóm 29 là về cháo táo chẳng hạn, hay là nhóm 30 là bánh táo đi chăng nữa, mặc dù 29-30 khác với số 31 nhưng mà vẫn không được chấp nhận nếu cùng đăng ký là nhãn hiệu tên là Thanh Ngân luôn ạ. Lý do tại sao? Bởi vì những cái nhãn hiệu này nó cùng nó có mối quan hệ với nhau, đều là liên quan tới táo. Thì mà khi mà mọi người mua táo tên là Thanh Ngân thì họ đi một cái quán khác, họ thấy bánh táo cũng tên là Thanh Ngân thì họ sẽ nghĩ rằng là cái bánh táo này cũng là do Ngân sản xuất, do Ngân sản xuất, nhưng mà thực sự không phải vậy. Thì do đó thì không phải cứ chọn cái số trong cái nhóm hàng hóa dịch vụ khác nhau là mình thấy mình yên tâm, không phải vậy. Mà nó mình phải đánh giá dựa vào cái tính chất, cái đặc điểm của hàng hóa mình nó có liên quan gì với nhau hay không. Một ví dụ thứ hai, bởi vậy cho nên có những cái nhóm ví dụ như đăng ký Thanh Ngân cho phần mềm máy tính chẳng hạn ở nhóm 9. Nhưng mà một người khác cũng đăng ký Thanh Ngân, cũng nhóm 9 luôn, nhưng mà trong nhóm 9 thì vẫn có đồ lặn thì vẫn được. Tại sao? Bởi vì phần mềm máy tính nó không có mối liên hệ gì, không có sự liên kết gì với cái đồ lặn cả, cho nên nó vẫn được chấp nhận. Thì qua cái sự chia sẻ này thì Ngân muốn nhấn mạnh rằng là khi mà đăng ký nhãn hiệu thì ngoài cái nhãn hiệu ra thì mình sẽ chọn cái nhóm á, thì không phải cứ khác nhóm là mình sẽ miễn nhiên cái nhãn hiệu của mình được chấp nhận, hay là cùng nhóm thì mình không được chấp nhận, mà mình phải xem cái bản chất của cái hàng hóa dịch vụ đó như thế nào, nó có mối liên hệ liên kết hay là dính líu gì với nhau hay không để mà đánh giá.
Còn cái bảng phân loại NISO đó thì họ sẽ phân loại như Ngân chia sẻ là nó phân loại các tất cả các loại hàng hóa từ nhóm 1 đến nhóm 45. Tuy nhiên có những cái loại hàng hóa họ không có ghi ra được, tại vì cái danh mục thì chữ thì có hạn, nhưng mà cái sản phẩm trong cuộc sống của mình nó quá đa dạng đi, mọi người không thể nào mà ghi được hết. Vì vậy có những cái loại sản phẩm mà nó không được ghi nhận á, thì lúc đó thì chắc Ngân nghĩ là thông thường thì mọi người sẽ khó mà đánh giá được. Thông thường thì các đại diện về nhãn hiệu, tư vấn về nhãn hiệu thì thông thường họ sẽ chuyên nghiệp hơn, thì họ sẽ đánh giá dựa vào cái bản chất hay là chức năng mục đích hàng hóa dịch vụ này, hay là chất liệu tạo thành, hay là cách thức sản xuất này, hay là cách phân phối này, rồi đối tượng khách hàng để mà chúng ta xếp cái hàng hóa dịch vụ đó vào cái nhóm nào. Ví dụ như là đây là cái van ạ. Thì nếu mà cái van mà nếu mà làm bằng cái vật liệu gọi là metal thông thường á, gọi là kim loại thông thường á, thì nó sẽ xếp vào nhóm 6. Nhưng mà nếu cái van này nó là một phần cái máy thì nó lại xếp vào nhóm 7. Còn cái trường hợp nếu cái van này á, nó là một cái phần của dụng cụ âm nhạc thì nó lại xếp vào nhóm 15. Thì cái trường hợp này nó khá là phức tạp. Tức là nếu như các anh chị tự đăng ký nhãn hiệu á, thấy cái sản phẩm của mình nó nằm trong cái list danh sách thì ok, rất là ngon rồi ha, không cần phải nghĩ gì nhiều. Nhưng mà trong trường hợp mình không thấy thì lúc đó mình phải căn cứ vào bản chất, rồi chức năng, dịch mục đích của cái sản phẩm đó thì mình mới phân tích và mới xếp nó đúng vào cái hạng mục mà mình cần ạ. Dạ rồi, thì đó là yếu tố thứ ba. Và cuối cùng thì tất nhiên mình phải thích nó thì mình mới chọn. Thì tóm lại thì khi mà chọn một cái nhãn hiệu để vừa phù hợp về và dễ đăng ký bảo hộ thì thứ nhất là không thuộc đối tượng cấm này, thứ hai nhãn hiệu đó nó không phải là những cái từ ngữ chung này, từ mô tả này, tức là nó có khả năng phân biệt từ thân, thứ ba là nó phải không được không phải có khả năng phân biệt với dấu hiệu khác, tức là không được trùng hay tương tự những cái nhãn hiệu đã được bảo hộ hay là đăng ký trước với mình rồi trong cái cùng một cái nhóm, hay là những cái sản phẩm tương tự nhau. Và cuối cùng thì mình thích thì mình mới đăng ký. Dạ, thì như vậy khi mà chúng ta các bước mà khi chúng ta chọn nhãn hiệu thì chúng ta nên làm gì? Thì Ngân đã ghi ở đây, thứ nhất chúng ta nên lập danh sách những cái nhãn hiệu, tại vì không phải mình cứ chọn một cái nhãn hiệu thích quá rồi mình cứ mơ về nó, mình nghĩ về nó và mình cứ đầu tư quá nhiều, nhưng trong khi mình chưa kiểm tra thì thực sự, hoặc là khi mình tiến hành đăng ký mình chỉ chọn một cái thôi thì nó rất là nguy hiểm. Nếu mà không được thì mình phải tốn thời gian mình ngồi lại trong khi một lần mà brainstorm, tức mời mọi người hay là mọi người góp ý hay là tìm ra một cái nhãn hiệu nó rất là khó. Thì cho nên là Ngân nghĩ rằng khi mà các bạn chọn nhãn hiệu thì chúng ta nên lập ra danh sách ít nhất là 3 cái nhãn hiệu, sau đó thì mình sẽ tiến hành tra cứu. Xong rồi thì mình mới quyết định nếu mà nhãn hiệu nào có khả năng được bảo hộ cao thì mình mới đang tiến hành đăng ký. Vậy thì tra cứu ở đâu? Thì tất nhiên là tra cứu ở website của Cục Sở Trí Tuệ ở Việt Nam rồi. Cách thức tra cứu thì các bạn cứ bỏ thông tin vào, xong rồi biết nhóm và cái tên sản phẩm của mình thì mình sẽ tra cứu và sẽ xem liệu có ai đã đăng ký và nhãn hiệu của họ đã được bảo hộ hay chưa. Thì đó là những cái thông tin cơ bản về việc làm thế nào để chọn một cái nhãn hiệu phù hợp này, rồi dễ bảo hộ này, rồi cái cách thức nên khi mà chọn nhãn hiệu thế nào, cũng như là những cái công cụ như là tra cứu ở đâu thì Ngân đã chia sẻ rồi. Chắc cái slide này thầy Kiền sẽ gửi cho mọi người nên mọi người sẽ lấy được cái link mà Ngân sẽ trên website của Cục Sở Trí Tuệ ạ. Thì cái phần 2 ở trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay á, thì Ngân sẽ chia sẻ về không biết là phần 1 mọi người có ý kiến gì không? Ngân nói một mình. Dạ không biết phần 1 mọi người có ý kiến hay là có câu hỏi gì không ạ? Nếu mà có thì Ngân sẽ trả lời luôn ạ. Ở đây có một câu hỏi, nhưng mà cô Ngân vừa chia sẻ xong cái đăng ký trademark tại Việt Nam thì đăng ký ở Cục Sở hữu Trí tuệ hay sao? Đăng ký trademark tại Việt Nam thì có giá trị bảo hộ ở Việt Nam, nếu muốn đưa sản phẩm sang thị trường nước ngoài thì cô đã đăng ký rồi, đăng ký nhãn hiệu nông sản Việt Nam tại thị trường Úc có cần thông qua thì cần thông qua kênh nào? Rồi xin hỏi có trang web hay cách nào để tra cứu trademark trực tuyến hay không để tránh bị cấm, bị trùng lập? Thì cô Ngân đã có chia sẻ đúng không ạ? Chia sẻ cái link rồi, còn có hai câu hỏi trên nếu mà dạ
Dạ, cái câu hỏi về đăng ký ở đâu thì tất nhiên là mình sẽ đăng ký ở Cục Sở Trí Tuệ ạ. Thì khi mà đăng ký ở Cục Sở Trí Tuệ thì có hai cách. Một là nếu mà anh chị biết cái cách thức làm thì mình tự đăng ký. Còn nếu như anh chị là không có thời gian hay là mình thấy mình không có rành thì mình có thể sử dụng các đại diện ạ. Các đại diện là cũng giống tương tự như Ngân vậy đó. Nhưng thay vì Ngân đại diện ở bên Việt Nam thì Ngân đang làm đại diện ở Úc và New Zealand ạ. Thì liên hệ các công ty sẽ tư vấn cho các anh chị ạ. Còn các câu hỏi tiếp theo đó, đăng ký ở Bảo hộ Việt Nam thì không đồng nghĩa với được bảo hộ ở Úc ạ. Tại vì một cái đặc điểm quan trọng về bản chất của nhãn hiệu đó là nó được bảo hộ theo nguyên tắc lãnh thổ. Tức là đăng ký ở Việt Nam được bảo hộ Việt Nam. Còn nếu muốn đăng ký ở muốn được bảo hộ Úc thì phải đăng ký ở Úc ạ. Còn cái câu hỏi số 3 là đăng ký cái website nào để mình tra cứu là xem nhãn hiệu của mình đã bị đăng ký hay chưa. Thì ở Việt Nam thì Ngân đã, trong slide bài giảng của Ngân thì đã có rồi đó. Hoặc là nếu mà anh chị muốn nhanh hơn thì mình chỉ cần bấm Google search là tra cứu nhãn hiệu, hoặc là ở trên Google thì nó cũng ra liền. Còn nếu mà anh chị muốn cái link chính xác thì lúc chút anh Thầy Kiền sẽ gửi ạ. Còn ở Úc thì cũng tương tự như vậy, thì Cục Sở Trí Tuệ Úc cũng sẽ có website, nếu anh chị nào cần thì Ngân sẽ gửi, thì anh chị có thể tham khảo kiểm tra xem liệu cái nhãn hiệu của mình đã bị ai đăng ký hay chưa ở Úc hay chưa. Còn nếu mà đăng ký ở Úc thì chút nữa thì Ngân sẽ chia sẻ luôn ha. Thì bây giờ Ngân sẽ đi vào phần chính về đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở nước ngoài. Thì lại quay lại cái câu hỏi lúc nãy là tại sao cần đăng ký. Thì lúc nãy không như Ngân nhớ không nhầm là anh Bình nói là rất là tò mò, không biết là những cái vi phong nó như thế nào rồi. Thì Ngân theo như thông tin mà Ngân tra cứu trên Cục Sở Trí Tuệ Úc thì vi phong cũng đang khá là căng thẳng. Lý do là tại sao? Thì vi phong, cái nhãn hiệu vi phong này, rồi bằng chữ và bằng logo, chữ kết hợp với logo của, tức là bản chất của nó là thuộc công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam. Tuy nhiên ở Úc thì công ty L&T Trading á, thì năm 1994 á, thì L&T Trading đã đăng ký cái nhãn hiệu này với cái nhóm 29 thì liên quan tới thịt thà, rồi nhóm 30 là liên quan tới bún, hai nhóm chính á. Thì năm 1994 thì L&T đã tiến hành đăng ký rồi. Tuy nhiên đến 2006, tức là 12 năm sau, thì L&T mới làm việc với công ty cổ phần kỹ nghệ để mà bán được cái hàng hóa của Vi Phong ở Úc. Tức là trước khi tiến hành gọi là hợp tác thì họ đã đăng ký cái nhãn hiệu của Vi Phong ở Úc là trước đó 12 năm rồi. Nội bộ thì thực sự nội tình làm sao Ngân biết được, nhưng mà đó là những cái thông tin. Tại vì Ngân xem thử là cái nhãn hiệu nó đăng ký vào năm nào á, thì thấy L&T đã đăng ký vào 1994, và đến 2006 thì công ty này, L&T và Vi Phong thì mới chính thức hợp tác để làm việc. Tuy nhiên đến 2018 á, là cũng sau 12 năm á, thì hai bên lùng bồng, hai bên có mâu thuẫn gì đó trong nội bộ, Ngân cũng không biết. Nhưng mà thì lúc đó thì công ty cổ phần kỹ nghệ mới yêu cầu Vi Phong mới, công ty cổ phần kỹ nghệ mới gọi là đòi lại cái nhãn hiệu Vi Phong đó. Nhưng mà tất nhiên L&T là chủ sở hữu mà, người ta sẽ không có chấp nhận. Cho nên Vi Phong đã nộp đơn lên Cục Sở Trí Tuệ Úc là yêu cầu hủy bỏ cái nhãn hiệu Vi Phong của công ty L&T, lý do là đã không sử dụng. Bởi vì cái việc sử dụng của L&T ở Úc, tức là đang sử dụng, tức là L&T đang đại diện để sử dụng cho cái nhãn hiệu đó của Vi Phong ở Úc. Tuy nhiên cái lập luận của công ty cổ phần kỹ nghệ thì đã bị IP Úc không có chấp nhận. Cho nên, nhưng mà một vài sản phẩm, tại vì công ty L&T đăng ký rất là nhiều sản phẩm, tuy nhiên một vài sản phẩm mà họ không sử dụng, ví dụ như thịt, họ không có thực tế, họ không có bán cái đó thì họ bị hủy, tức là bị hủy bỏ một phần thôi. Còn tất cả những cái sản phẩm còn lại trong nhóm 30 thì vẫn được giữ lại, bởi vì trên thực tế họ sử dụng, họ đăng ký, họ là chủ sở hữu và họ cũng có sử dụng hoạt động thương mại, cho nên họ vẫn giữ lại. Về cơ bản thì 2018 thì phán quyết là của Vi Phong là phán quyết là gọi là công ty cổ phần kỹ nghệ là thua, chỉ hủy bỏ được một cái vài sản phẩm, nhưng mà nó cũng không phải là những cái sản phẩm chủ đạo của công ty cổ phần kỹ nghệ. Thì đầu một cái 2018 luôn, sau khi thua xong thì công ty cổ phần kỹ nghệ cũng nộp đơn tiếp. Nhưng mà Ngân nghĩ rồi, L&T đang sở hữu cái thương hiệu nhãn hiệu đó, lại cùng nhóm nữa, công ty cổ phần kỹ nghệ cũng đăng ký cùng nhóm thì tất nhiên sẽ không được bảo hộ. Về cơ bản là vậy. Nhưng mà theo thông tin năm 2022 này, tức là vừa rồi thì
công ty Vi Phong á, không biết bằng một cách nào thì công ty cổ phần Kỹ Nghệ á, thì cái nhãn hiệu Vi Phong á, là được, đã được chấp nhận, tức là được chấp nhận thôi nhá. Khi mà nhãn hiệu mình đăng ký thì được IP, được cục sở hữu trí tuệ Úc chấp nhận xong á, thì sẽ họ sẽ đăng lên gọi là advertisement, tức là đăng lên để cho trong vòng 2 tháng để bất cứ bên nào cũng có quyền oppose, tức là phản đối đơn. Thì hiện tại thì công ty L&T đang tiến hành phản đối đơn đối với nhãn hiệu Vi Phong của công ty cổ phần Kỹ Nghệ Thực Phẩm. Như các anh chị cũng thấy trên màn hình á, thì họ bắt đầu vào 22 tháng 12 2021 á, tức là cách đây cũng 1-2 tháng thôi, thì họ đang bắt đầu phản đối cái đơn này. Như cho nên mới nói là cái nhãn hiệu Vi Phong này cũng khá là căng. Nhưng mà như các anh chị thấy, 2006 thì mới làm đại lý bán, nhưng mà 1994 thì họ đã đăng ký rồi. Và thì đó là cũng không biết là chiến lược gì rất là cao tay của L&T. Tương tự như vậy, một cái vụ lùng bồng cũng khá là nổi tiếng ở Úc, không phải là nổi tiếng bởi vì ngân dân trong nghề ngày nào cũng search cho nên ngân thấy, đó là Phở Thìn ạ. Thì như các anh chị thấy ở trên màn hình là ba nhãn hiệu của Phở Thìn, chữ nhãn hiệu Phở Thìn này, Phở Thìn 13 Lò Đúc hay là Phở Thìn 13 Lò Đúc since 1979, thì có hình ảnh của ông Thìn thì đang bị phản đối. Ba cái nhãn hiệu này đều do công ty Post Lifestyle đăng ký và đang bị ông Thìn phản đối. Thì đang đến giai đoạn là hearing, tức là tất cả các giai đoạn đầu tiên đã của quá trình phản đối là xong rồi đó, thì đang hai bên đang chờ là liệu có yêu cầu hearing, tức giống như là một cái phiên tòa nhỏ ở cấp thấp vậy đó, chưa có. Yeah, thì đang giai đoạn này thì trong cái thời gian hiện tại luôn đó, thì thông tin dữ liệu lúc nãy ngân lấy là thì đang chờ đến hearing, thì cũng không biết là kết quả như thế nào. Tại vì cái vụ Phở Thìn á, năm 2019-2020 thì ở bên Úc này rất là nổi tiếng, tại vì báo chí mới đưa ra rất là nhiều thông tin là ok, Phở Thìn đã qua Úc rồi, rồi cũng có hình ảnh của ông Thìn qua ở bên này nữa. Nhưng mà rõ ràng thì hai bên đang xảy ra một cái sự tranh chấp nào đó, trong mà ông Thìn lại chưa bảo hộ cái nhãn hiệu này mà lại đi làm nhượng quyền trước rồi. Đến bây giờ thì cái công ty này là cái công ty mà đang kinh doanh cái thương hiệu của ông qua nhượng quyền đó, thì đang đăng ký thì ông Thìn lại đi phản đối, trong khi cái nhãn hiệu mà hồ sơ của ông Thìn mà đăng ký thực sự á, thì lại đăng ký sau cái nhãn hiệu này, cho nên phải chờ cái nhãn hiệu này giải quyết là có được hay không thì mới biết được là cái nhãn hiệu của ông Thìn chủ nhân thực sự của cái thương hiệu này mới được có được bảo hộ ở Úc hay không ạ. Theo như những gì Ngân được biết thì ở bên Mỹ thì ông Thìn cũng phải tốn khá nhiều thời gian và tiền bạc để phản đối một cái đơn của một cái người Hàn Quốc cũng đăng ký ở Mỹ. Nhưng mà rất may là ở Mỹ thì ông Thìn đã phản đối thành công. Còn ở Úc này thì bởi vì ông Thìn lúc đầu cho phép cái công ty này sử dụng để mở hai cái quán phở và bây giờ thì lại phản đối. Còn cái nội bộ thì Ngân cũng không biết nên là cũng đang ngóng xem thông tin như thế nào. Quay lại cái câu hỏi lúc này của anh chị, ok, nếu mà muốn đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài thì phải làm như thế nào? Cụ thể ở Úc chẳng hạn, ở Úc thì đơn giản rồi. Nếu mà thông thường các anh chị sẽ có hai cách, một là mình sẽ nộp theo hệ thống Madrid, gọi là hệ thống đăng ký nhãn hiệu quốc tế, thì lúc này chỉ cần một cái đơn thôi, nhưng mà yêu cầu là anh chị phải nộp hồ sơ nhãn hiệu ở Việt Nam, phải có cái mã số, một là có mã số đơn, hai là nhãn hiệu của anh chị đã được bảo hộ rồi. Thì lúc đó mình mới dùng cái hồ sơ đó để mình nộp lên gọi là lên WIPO, tức là đăng ký theo hệ thống Madrid. Thì lúc đó anh chị sẽ chỉ cần tích ok, giả sử đăng ký 10 nước thì mình chỉ cần tích 10 nước là xong. Thì ưu điểm của cái phương pháp này á, thì nó rẻ tiền hơn, tại vì khi mà mình tích đăng ký 10 nước mình chỉ cần đóng cái phí hành chính của các nước đó thôi. Nhưng mà tất nhiên nó sẽ có cái nhược điểm là nó có một nguyên tắc, đó là tấn công trung tâm, tức là cái nhãn hiệu mà mình đăng ký ở Việt Nam đó, cái nhãn hiệu gốc của mình ở Việt Nam nó phụ thuộc vào nhãn hiệu gốc 5 năm. Tức là ví dụ như mình mới đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam có mã số đơn, xong mình tiến hành lấy cái đơn đó mình đăng ký cho 10 nước khác, mà nếu chẳng may trong vòng 1 năm sau mình biết là cái nhãn hiệu Việt Nam bị từ chối, thì lúc đó bởi vì nó vẫn còn trong vòng 5 năm mà, thì những cái nhãn hiệu của nước khác thì theo nguyên tắc là sẽ bị hủy bỏ.
Tất nhiên giải pháp lúc này là sao? Lúc đó thì mình phải muốn những cái 10 nước còn lại, hồ sơ của 10 nước còn lại không bị ảnh hưởng, thì mình phải chuyển cái đơn quốc tế đó thành cái đơn của mỗi quốc gia. Tức là mình phải chuyển đơn, lúc đầu mình đăng ký theo gọi là đơn quốc tế, nhưng mà lúc đó mình phải chuyển thành đơn quốc gia của từng nước. Thì lúc đó mình phải vất vả, mình phải liên hệ local agent, tức là đại diện của từng nước để mà chuyển đổi. Rồi lúc đó mình sẽ tốn phí đại diện của từng nước, phí luật sư, phí công ty của từng nước. Thì đó là một trong những cái ưu điểm, một trong những cái nhược điểm của đăng ký theo hệ thống quốc tế Matrix. Ưu điểm thì về phí, nhưng mà về đó là một nhược điểm. Còn cách thứ hai thì các anh chị sẽ liên hệ trực tiếp các quốc gia cần đăng ký, ví dụ nộp đơn theo từng nước, liên hệ cái local agent, tức là cái công ty đại diện của nước. Ví dụ như ở Úc chẳng hạn, thì các anh chị có thể liên hệ những công ty giống như Ngân, thì Ngân sẽ đăng ký trực tiếp ở Úc hoặc là New Zealand luôn. Ưu điểm á, thì họ sẽ theo sát hồ sơ của các anh chị, tại vì họ sẽ tư vấn ok nhãn hiệu này liệu có khả năng được bảo hộ cao hay không này. Họ nắm vững cái quy định của pháp luật nhãn hiệu của nước đó, thì có những cái dấu hiệu mà không được chấp nhận ở nước đó thì họ sẽ tư vấn cho các anh chị luôn. Còn thực sự thì đăng ký trực tiếp quốc tế, trực tiếp theo từng quốc gia thì nó có ưu điểm nhiều hơn, nhưng mà một cái nhược điểm của nó là về chi phí nó sẽ cao hơn. Ví dụ như mình đăng ký 10 nước thì mình phải liên hệ với 10 công ty của 10 nước thì nó tốn chi phí hơn. Ở đây trên màn hình thì như anh chị thấy là WIPO Matrix là đăng ký theo hệ thống Matrix này, còn biểu tượng của Cục Sở hữu trí tuệ Úc và Cục Sở hữu trí tuệ của Mỹ á. Đây, Ngân cũng đã nói rồi ha, như Ngân mới phân tích cái ưu nhược điểm của từng cái, tại vì đôi lúc mỗi nước nó sẽ có quy định chi tiết rất là khác nhau, cho nên là nếu mà mình đăng ký trực tiếp thì các trademark attorney hoặc là lawyer sẽ tư vấn cho anh chị nó chi tiết hơn á. Về quy trình đăng ký nhãn hiệu cơ bản thì tất cả các nước thì cơ bản là như thế này. Tất nhiên cái quy định về thời gian chi tiết thì nó sẽ khác nhau một chút, nhưng mà về cơ bản thì đầu tiên thì nộp đơn xong thì họ sẽ kiểm tra về mặt hình thức của cái hồ sơ của mình, xong rồi kiểm về mặt hình thức này, xong rồi kiểm tra về mặt nội dung liệu nó có phải là nhãn hiệu của mình nó có phân biệt tự thân cũng như là khả năng phân biệt tự thân cũng như là có khả năng khác với nhãn hiệu khác mà đã đăng ký hoặc bảo hộ hay chưa. Nếu mà đáp ứng được hai yếu tố đó thì nhãn hiệu của mình sẽ được đăng lên công báo. Cái từ mà bên Việt Nam hay dùng gọi là được đăng công báo, thì trong vòng 2 tháng hoặc là 3 tháng tùy theo một quốc gia quy định thì bất cứ người nào cũng có quyền phản đối. Ở Úc thì quy định là 2 tháng, nhưng mà ở Việt Nam thì như không biết là cái sự phản đối nó rất là dài. Nó họ cho từ lúc đăng công báo cho đến lúc mà nhãn hiệu chưa có được ghi nhận là được bảo hộ thì ai cũng có quyền phản đối, nó rất là dài luôn. Còn ở Úc thì 2 tháng thôi. Thì nếu mà không ai phản đối thì lúc đó thì chúng ta sẽ được, nhãn hiệu của chúng ta sẽ được bảo hộ ạ. Vậy Ngân sẽ tiếp theo, Ngân sẽ chia sẻ về những cái lỗi hay gặp là gì? Khi mà nếu mình tự đăng ký những cái lỗi hay gặp là gì, thì cái thứ nhất đó là mình đôi lúc như Ngân cũng phân tích, đó là mình các anh chị hay có xu hướng dùng những cái từ hoặc là những cái dấu hiệu mà mang tính chất mô tả. Ví dụ như là ST25 này, cái nhãn hiệu bên phải là do một cái công ty ở bên Úc này, cũng là TNL, cũng nhanh chân muốn đăng ký này, nhưng mà thực sự nó Ngân nghĩ khả năng cao nó không có được bảo hộ, cho nên là công ty của Hồ Quang Trí á, sau này thì sau cái lồng bông đó thì ông đã thiết kế một cái logo khác và cái hình ảnh của ông luôn. Thì tất nhiên rồi, đây là hình ảnh của ông thì nó rất là phân biệt rồi. Cái khuôn mặt của chỉ có một người, một hình ảnh của một người cụ thể thì nó rất là phân biệt. Cho nên thì Ngân nghĩ đó là một cái chiến lược đánh lại cái dư luận mà mọi người cứ sợ ST25 bị mất ạ. Nhưng mà thực sự ở Úc thì chưa có mất gì hết ạ. Cái thứ hai nữa thì cái đầu tiên là mình hay dùng từ mô tả này, mà mô tả thì những cái từ mô tả thì không được chấp nhận này. Cái thứ hai là không có tiến hành đăng ký kịp thời. Như Ngân nói thì Vi Phong ha, khi mà mình đã quyết định là mở cái đại lý ở bên Úc thì rõ ràng lúc đó mình phải đăng ký liền. Đây là không đăng ký, cứ bán xong rồi đến lúc mâu thuẫn xảy ra tranh chấp thì lúc đó mới bắt đầu tiến hành đăng ký. Hay là phở thiền chẳng hạn, quyết định nhượng quyền nhưng mà cũng không quan tâm tới vấn đề đăng ký, xong rồi lục đục thì cũng lúc đó mới bắt đầu phản đối rồi đăng ký ạ. Cái thứ ba đó là mình không tra cứu kỹ trước khi đăng ký. Anh chị thấy là nhãn hiệu bên trái á,
Lotus á, là một cái nhãn hiệu mà đã được bảo hộ cho cái nhóm là gạo rồi. Tuy nhiên á, nhãn hiệu bên phải là của công ty trách nhiệm xuất nhập khẩu Đại Dương Xanh ạ. Thì cũng mới đăng ký thôi à, mới được notify vào 2022 tháng 2. Thì rõ ràng cũng đăng ký cho nhóm gạo. Thì rõ ràng là Lotus gạo người ta đã được đăng ký trong nhóm gạo rồi. Mình đăng ký cùng Lotus Rice thì Ngân nghĩ là khả năng cao cũng sẽ không được chấp nhận, bởi vì mình không chịu tiến hành tra cứu trước khi đăng ký. Và cái tiếp theo Ngân chia sẻ đó là như anh chị thấy ở trên màn hình, bánh mì Huỳnh Hoa, kinh phở, Phúc Long Tea and Coffee. Bánh mì Huỳnh Hoa thì bị một công ty ở Úc lấy ha. Tất cả những cái nhãn hiệu này nè, phở thìn 13 là đốc và phở thìn hình ảnh logo này, tất cả những nhãn hiệu này thì đang chủ đơn đó là công ty Post Lifestyle. Thì rõ ràng đang có một cái tình trạng âm thầm đăng ký các nhãn hiệu nổi tiếng của Việt Nam ở Úc ở đây. Những công ty này thì đăng ký phở thìn quá trời, xong rồi bánh mì Huỳnh Hoa thì được rồi nè, ghi phở thì đang trong giai đoạn là phản đối, nếu không ai phản đối thì cũng được luôn nè. Phúc Long Tea and Coffee thì cũng đã được chấp nhận rồi đó, đang chờ waiting advertisement, tức là đang chờ để được đăng công báo thôi. Khi mà đăng công báo xong trong 2 tháng, nếu không ai phản đối thì công ty này cũng sẽ là chủ sở hữu của cái thương hiệu Phúc Long Tea and Coffee ở Úc. Thì sau này cũng khá là căng nếu mà không có cái hành vi gọi là một cái động thái nào kịp thời ạ. Mọi người thấy khá là gọi là khá là êm đềm, nhưng mà thực sự cũng không có êm đềm lắm trong cái lĩnh vực nhãn hiệu này. Thì đó là những cái gọi là những cái sai, gọi là những cái lỗi mà mọi người hay mắc phải khi mà mình tự mình đăng ký hoặc là mình sử dụng những cái dịch vụ mà không được tư vấn gọi là kỹ lưỡng cho các anh chị á. Còn tiếp theo thì Ngân cũng chia sẻ về tham khảo những cái nhãn hiệu được bảo hộ Úc. Chắc có thể mọi người sẽ nghĩ ok, thì những cái thương hiệu lớn có tiền thì mình mới đăng ký thôi, chứ còn mình đâu có đủ chi phí để đăng ký đâu. Nhưng mà như Ngân thấy, Ngân tra cứu ở trên cục sở trí Úc, thì Ngân thấy có những cái nhãn hiệu này, ví dụ như là công ty sản xuất trách nhiệm hữu hạn sản xuất chế biến nông sản xuất khẩu Thuận Phong chẳng hạn này, thì cũng sẽ có nhãn hiệu này đăng ký nè, bao bì nè, rồi bún tươi nè, sản phẩm tại Mỹ Tho này cũng của công ty này luôn. Thực sự không biết hôm nay có ai là thành viên công ty này không đó. Ngân chọn ở trên lấy thông tin ở trên cục sở chủ tịch Úc thôi, cho nên không nghĩ gì hết thôi nha. Thì Ngân lấy những một cái vài cái tên Ngân thấy công ty cũng đối với Ngân cũng chưa có không có quen lắm á, thì Ngân thấy họ cũng đã tiến hành đăng ký rất là chuyên nghiệp. Hay là hôm qua Ngân thấy có anh gì ở bên Minh Phú á, xong Ngân cũng search thử thì Ngân thấy là công ty Minh Phú cũng đã đăng ký rất là nhiều, mỗi lần mà thay đổi logo thì Minh Phú đều đăng ký này. Hay là Lục Ngạn này, Vải Thiều Lục Ngạn này thì đăng ký dưới dạng là nhãn hiệu tập thể này, collective mark này. Hay là công ty cổ phần phân bón Bình Điền thì cũng đã tiến hành đăng ký này. Vậy thì như vậy thì Ngân chia sẻ với mọi người những cái lỗi hay gặp này, cũng như là trên thực tế thì cũng đã có rất là nhiều những cái doanh nghiệp ở Việt Nam cũng đang làm rất là bài bản và nghiêm túc trong cái vấn đề bảo hộ này. Và như Ngân nói thì khi mà các anh chị tiến hành cái lựa chọn thì nên lập ra danh sách nhiều này, xong mình tra cứu này, rồi mình mới quyết định. Thì như vậy thì khả năng mà được bảo hộ của mình nó sẽ cao hơn á. Và ở đây thì Ngân cũng chia sẻ một số nhãn hiệu đã được bảo hộ ở Úc này. Ví dụ liên quan tới lĩnh vực ăn uống thì ở trong những cái nhãn hiệu này có một số nhãn hiệu là khách hàng của Ngân, còn một số nhãn hiệu thì Ngân sẽ lấy ở trên cục sở trí tuệ Úc. Ví dụ Noodle World là một khách hàng của Ngân này, hay là một số khác thì cũng đã được bảo hộ ở Úc. Ví dụ như là Ketsan cũng là một khách hàng của Ngân. Những cái Khải Hoàng đệ nhất về nước mắm thì cũng đã được bảo hộ rồi. Thì như vậy là nội dung chính của Ngân thì Ngân đã chia sẻ xong rồi đó. Thì hy vọng rằng sau khi nghe những cái nội dung mà Ngân chia sẻ thì mọi người sẽ hiểu hơn về tầm quan trọng của việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, cũng như là một tình hình thực tiễn đang xảy ra như thế nào ở Úc đối với một số nhãn hiệu nổi tiếng của Việt Nam trên thị trường này ạ. Dạ rồi. Dạ không biết mọi người có chia sẻ hay có ý kiến gì không ạ? Rồi, rất cảm ơn Ngân nghe một bài giảng rất là chia sẻ rất là chi tiết, rất là hấp dẫn về cái chủ đề sở hữu gọi là bảo hộ nhãn hiệu. Tôi không dùng từ thương hiệu, bảo hộ nhãn hiệu, để dùng thương hiệu theo ông Bộ trưởng Lê Minh Quang, ông nói là thương hiệu là cái hiệu để mình thương
chắc để nhường lại cho ban tổ chức thông báo lên cái lịch trình bữa nay như thế nào, lịch trình cái tổ chức sắp tới. Mời cô Nhâm ơi. Dạ xin cảm ơn thầy. Xin cảm ơn cô Ngân bài giảng rất là hay. Thật ra thì em cũng học được rất là nhiều. Cảm ơn chị. Là mọi người thường cứ nghĩ cái thương hiệu và cái nhãn hiệu, cho nên hồi nãy đầu tiên cũng có người nhầm. Cảm ơn bài giảng rất là, và cái cách dạy rất là hấp dẫn. Thì hiện tại là bên ban tổ chức mới gửi đường link câu hỏi thì mọi người vào. Hiện tại là chúng ta có thêm chúng ta 3 giờ, chúng ta có 1 tiếng rưỡi đúng không thầy nhỉ, để thảo luận. Nên là chúng ta sẽ có khoảng 5 phút để mọi người vào link và trả lời câu hỏi, rồi sau đó thì chúng ta sẽ chia nhóm. Thì đang em share cái link nhóm với là chị share đang ơi. Thì hôm nay chúng ta sẽ có chia thành 2 nhóm, để em share cái link nha, cho mọi người. Em chưa mở. Thì sau 5 phút thì mời mọi người vào link và chúng ta ở đây. Đang có share lên rồi đúng không Đăng? Đăng share cho em. Em rồi, ok, cảm ơn Đăng nhiều. Thì chúng ta sẽ chia thành 2 nhóm. Để đây có câu hỏi, cô đã gửi câu hỏi thì chúng ta sẽ chia ra 2 nhóm, và cũng như thường lệ thì chúng ta sẽ có 30 phút thảo luận. Và sau đó thì mọi người sẽ quay lại. Vậy thì bây giờ cô Ngân sẽ có thể cho phép mình đi uống một tách trà sau một tiếng sau một tiếng hơn một tiếng chứ một tiếng 20 phút, từ 2 giờ đúng không? 1 tiếng 20 phút giảng dạy, và sau đó thì cô có thể vào bất cứ nhóm nào để xem mọi người thảo luận, hoặc là có thể trong 30 phút thì cô sẽ quay lại lớp và mọi người trong lớp sẽ có ý kiến. Khi mà mọi người trả lời câu hỏi của mình rồi thì chúng ta sẽ thấy được rằng là học viên của chúng ta hiểu cái bài nói của chúng ta hôm nay như thế nào. Và ngoài ra thì học viên trong lớp học sẽ có những cái quan niệm, những cái gọi là cái ví dụ thực tiễn về tại nơi mình làm nữa. Đấy, thì bây giờ link thì Đăng đã có gửi lên trên nhóm. Mọi người vào link trả lời. Và khoảng 3 giờ 25 chúng ta sẽ 3 giờ 25 chúng ta sẽ vào thảo luận Đăng nhỉ. Thì Đăng sẽ chia nhóm. Hiện tại có được bao nhiêu người rồi ạ? Hiện tại đã có 14 câu trả lời. Đang còn rất là nhiều người thì mọi người vào trả lời. Thì giống như cô Ngân, cô có thể thấy ở trên màn hình, đây là thông qua Google Form, mọi người sẽ có một số người không thật sự tự tin để nêu lên ý kiến của mình, thì mọi người có thể điền lên Google Form và chốc nữa vào trong cái lớp thì chúng ta sẽ lại cùng nói lên một lần nữa. Nghĩa là thường cái cách mà chúng ta nhớ và chúng ta hiểu về một vấn đề mới hay là một vấn đề nào đó, nếu chúng ta lặp đi lặp lại và ghi nhớ thì quá trình não chúng ta sẽ nhớ rất nhiều. Hiện tại là với cái công nghệ hiện tại, cái gì chúng ta phải hỏi Google, thành ra là cái não của chúng ta không có xài nhiều để nhớ. Nhưng mà thực ra cái nhớ đó là một cái nguồn rất là tốt để khi chúng ta vấp vào bất cứ vấn đề nào, chúng ta không cần Google mà chúng ta đã có trong cái não chúng ta. Thì cái cách của bên ban tổ chức là sau khi sinh viên học viên học và mọi người trả lời câu hỏi để xem là mọi người hiểu như thế nào, và chúng ta sẽ thảo luận ở trong lớp khoảng 30 phút nữa để mọi người nói cái quan điểm của mình và cũng thể chia sẻ những bài học thực tiễn, sau cuối cùng sẽ có những bài giảng cho cô giáo. Nên là bây giờ cô giáo có thể đi uống trà, cô giáo có thể ngồi đây chơi một chút 5 phút nữa để chúng ta thảo luận những vấn đề khác. Rồi trong đó thì 3 giờ 25 đang chia phòng dùng chị Đăng nhá. Thì mọi người sẽ có nhóm. Có hiện hôm nay chúng ta sẽ có 2 nhóm thảo luận, là cô nhóm thứ nhất là mời cô Trần Thị Thanh Bình điều phối, và nhóm thứ hai là mời cô Lê Thị Xã làm điều phối chính cho 2 nhóm. Thì hôm nay chúng ta sẽ chia thành 2 nhóm. Hiện tại là cô Ngân ở camera.
Dạ dạ đúng rồi chị, hàng xóm của anh Kiên. Em có Úc 6 năm nhưng mà chưa đi camera lần nào luôn á. Dạ, lúc đầu thì vô tình đi đi tham quan cái vườn hữu cơ của anh Kiền. Bởi vì lúc đó anh Kiền có post lên một cái cộng đồng người Việt ở đây thì post lên là có cái chương trình đó. Mà nhà em thì rất là thích trồng cây, kiểu như là cũng nông dân. Cho nên là nói đi xong rồi lúc đó mới biết anh Kiền. Thực ra cái năng lượng từ cây nó tốt lắm, nó làm cho mình nếu như là refresh lại đấy. Nhâm thì ở thành phố thành ra chẳng ở Bạc Liêu nhưng mà cũng ở thành phố thành không có đất, nhưng mà ở ngoài chỉ một chút vỉa hè thôi, một chút ban công thì Nhâm cũng trồng hoa hồng, trồng đủ thứ. Và học được organic thì mình sẽ, em nghĩ là mọi người không biết mọi người sao chứ mà mình sẽ tìm cách được cân, mình hiểu được cái cách cân bằng của cuộc sống, mình yêu thiên nhiên hơn, mình care đến mọi người hơn, chỉ đến bản thân mình. Cái đấy là cái mà organic làm được. Đây là cái dự án của thầy thì mọi người được học toàn diện luôn, có nghĩa là từ sản xuất như thế nào để bán một sản phẩm, có nghĩa là chúng ta cần giống như là logistics luôn á, có nghĩa là làm hết cả một cái. Thì nếu mà ai theo được hết thì nó rất là tuyệt vời. À, hiện tại là chúng ta có được khoảng đang em chia nhóm với chậu, có thể là mình sẽ cho vào nhóm rồi xong trong lúc mọi người nói thì sẽ trả lời. Dạ alo, cảm ơn chị Nhâm. Dạ em đã set up phòng rồi ạ. Hôm nay thì mình sẽ có 30 phút để mình thảo luận cái câu hỏi trên màn hình MSO. Thì em đã mở phòng rồi, xin đang mình còn tới 1 tiếng rưỡi nữa, mình cho thảo luận nhiều hơn được không? Dạ. Thảo luận dài hơn một tí cũng được. 45 phút đi. Dạ ok. Cho 45 phút đi, tại vì cái vấn đề và nhãn hiệu và thương hiệu này cũng là hay, một cái rất là hay đấy. Thảo luận lâu lâu tí cho anh em thích. Cái ý kiến mọi người nó sẽ rất là tuyệt vời. Vì chúng ta thực ra là đúng là để tồn tại được thì không chỉ làm đâu, mà chúng ta phải biết cách để bán, rồi biết cách bảo vệ cái sản phẩm của mình, cái thương hiệu của mình nữa. Cái này rất là quan trọng mà. Để mọi người ở đây hôm nay chắc là mọi người tham gia là hầu như những người có kinh nghiệm, những người làm về doanh nghiệp và hết, và cho nên là chúng ta sẽ rất là hay. Makeup Organic cũng nhận thức được điều đó, là mới mở, là bắt đầu đăng ký logo là được sở hữu trí tuệ năm trước là công nhận liền đó chứ. Nên là em hôm qua tiếc không tham gia được bài hôm qua. Ở Việt Nam bây giờ khó lắm thầy Kiền ạ. Ở Việt Nam bây giờ đông đông người đăng ký quá nên bọn em đăng ký mỗi cái nhãn mà bảo 3 năm nữa mới được. Oh yeah. Vâng, ở Việt Nam bây giờ ở ngoài Hà Nội ấy. Vậy là cái nghĩa là người ta cái số người đăng ký nhiều quá và cái đơn vị chức năng người ta không 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 làm kịp. Người ta không đủ sức để mà giải quyết cái vấn đề đó. Ở đây hình như bữa hổm tôi làm cũng 1 năm á, gần năm hay gì đó. Như mọi năm là chỉ có 1 năm là được thôi. À. Ở ngoài đấy lạnh nhỉ cô? Ở ngoài này lạnh lắm. Lạnh với cả mình cũng không được khỏe nên là mình cứ phải lúc em ở bên Melbourne ông thầy bảo là sao mà lúc nào cũng thấy cô Nhâm mang cái khăn, bảo tại vì không có khăn là em sẽ bị ho. Là em cứ mang này khăn. Ngân trình bày mới biết được là bên Úc này chuyên môn đi đăng ký của mấy thương hiệu của Việt Nam nha, làm ngồi canh để đăng ký lấy thương hiệu của người khác, mà chắc mấy doanh nghiệp đó chắc. Nhưng mà thầy ơi, ví dụ như có một số sản phẩm ở đúng rồi cô Ngân, bây giờ mọi người vào phòng ở đây. À mọi người vào phòng đi, hình như là đang chia phòng, em đang vào phòng luôn rồi, đang cho em vào luôn sao ấy. Dạ. Xin chào các anh chị, em đang mở phòng rồi ạ. Hôm nay thì mình có 45 phút để mình thảo luận ạ. Thì mọi người chọn đồng ý vào phòng để mình thảo luận ạ. Rồi xin mời mọi người. Cô Ngân có đây không nhỉ? Nãy thấy cho em. Ok, vậy là để chờ mọi người vào. À, chị có thể vào phòng luôn chị. Rồi chị vào phòng luôn nha, đang ở ngoài nha. Dạ rồi. Rồi ok, cảm ơn Đăng nhiều. Dạ cảm ơn chị. Dạ em xin chào các anh chị, mình còn ở phòng chính, mình khẩn trương nên mình chọn đồng ý để mình vào phòng thảo luận ạ. Thì hôm nay mình sẽ có là 45 phút để mình thảo luận.
trong quá trình mà các anh chị mình mà có gặp trục trặc gì hoặc là mình không có thấy cái cách để vào phòng đó, thì mình có thể thoát ra mình vào lại thì là sẽ hiện lên cái màn hình Zoom, mình chọn đồng ý để mình vào phòng. Dạ, em xin chào các anh chị, mình còn ở phòng chính thì mình vẫn chưa, mình cần đồng ý để mình vào phòng mình thảo luận ạ. Hôm nay thì mình có 45 phút để mình thảo luận nhóm, nên là mình chọn đồng ý mình vào sớm để mình có nhiều thời gian để mình thảo luận. Nếu mà mình có gặp trục trặc gì thì mình có thể là thoát ra Zoom và vào lại. Dạ, em xin cảm ơn. Dạ alo, em còn thấy là chỗ chú Việt với chú Tài vào không được thì chú.
Đáng ra hôm nay thầy Kiền phải cho thảo luận 1 tiếng cơ, 45 phút vẫn chưa ổn. Biết thầy Kiền đâu rồi nhỉ? Thầy cho 45 phút mà bên này chưa phát biểu được mấy mà đã hết 45 phút mất rồi. Xin chào mọi người quay lại với phòng chung của mọi người. Hồi nãy cô Ngân có vào trong nhóm nào để tham gia thử không ạ? Chào chị Bình, chào tất cả các anh chị, các quý thầy cô, một năm mới hạnh phúc và bình an. Cô mở cái mic lên rồi mà. Dạ dạ em có, em tham gia bên nhóm kia tại vì em không biết, em thấy click xong bay qua bên kia. mình có thể, tại vì mình ở ngoài thì mình có thể vào nhiều nhóm. Em thì có tham gia của nhóm 1 thì mọi người thảo luận rất là hay. 45 phút đấy, mấy thầy Kiền bảo 45 phút đấy chứ còn mọi người sẽ còn có nhiều ý kiến. Xin cảm ơn mọi người đã thảo luận và bây giờ chúng ta sẽ quay về nhóm chính và công việc thì như thế chúng ta sẽ cho từng nhóm trình bày ý kiến của mình và sau đó thì sẽ có câu hỏi ở trong Google Form và mọi thứ. Đăng, em đang chia sẻ màn hình chính đúng không Đăng? Chia sẻ nhóm luôn đúng không em? Dạ vâng ạ, em đang share cái nhóm. Đăng share đúng không? Vậy thì đầu tiên là xin cảm ơn người đáng lẽ em thì Mekong Organic đã bắt đầu từ hôm qua nhưng mà vì là hôm qua em bận việc không tham gia được cho nên hôm nay em tham gia vẫn là đầu tiên, nên là vẫn chúc xin chúc mọi người một năm mới thật là mạnh khỏe, an yên, hạnh phúc và thành công trong mọi công việc của mình. Rồi bây giờ thì em xin mời ý kiến của nhóm 1 ạ. Dạ alo mọi người nghe không ạ? Rồi, xin mời chị Huỳnh Mai sẽ thay đại diện nhóm 1 để trình bày trả lời câu hỏi thứ nhất đó là khi nào nên đăng ký nhận bảo hộ nhãn hiệu. Xin mời cô Mai ạ. Dạ, có rất nhiều ý kiến của các anh chị em nhưng mà nói tóm lại là nên đăng ký sớm nhất có thể. Khi mình đã có được cái tưởng về cái logo rồi thì mình nên đăng ký liền. Như anh Bình nói là anh có cái nhãn hiệu 3 năm nay mà anh chưa đăng ký là ngày mai anh đi làm liền luôn á. Nhờ cô Ngân với thầy Kiền hướng dẫn thì hướng dẫn. Em là Huỳnh Mai thì em đến từ Đồng Tháp. Ở Đồng Tháp thì về nhãn hiệu, về cái mặt nhãn hiệu là do Sở Khoa học Công nghệ về sở hữu trí tuệ á, thì nó chia ra ba cái mảng lớn. Mảng thứ nhất là quyền tác giả, quyền liên quan thì do Sở Văn hóa Thể thao Du lịch quản lý. Còn về cái sở hữu công nghiệp gồm nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, rồi kiểu dáng công nghiệp này nọ đó thì do Sở Khoa học Công nghệ. Còn cái quyền giống cây trồng và quyền liên quan á, thì do Sở Nông nghiệp quản lý. Thì cái lúc mà em là chuyển từ Sở Khoa học qua Sở Nông nghiệp thì cái lúc mà ở bên Sở Khoa học là em cũng có quản lý về cái mảng này nên em biết. Cái nhãn hiệu hiện tại rất rất là quan trọng luôn mọi người. Ngay khi mà mình bắt đầu, mình khởi nghiệp với một cái sản phẩm gì đó là mình nên có cái ý tưởng, mình làm ngay cái nhãn hiệu cho mình. Giống như mình đẻ con ra là mình làm thay sinh liền để mình sau này mình có, như cô Ngân nói vậy đó, mình còn làm mấy giấy tờ khác liên quan được cho đứa con tinh thần của mình. Ở Đồng Tháp thì hiện nay có trên 26 cái nhãn hiệu chứng nhận và 12 cái nhãn hiệu tập thể. Còn nhãn hiệu thông thường thì nhiều lắm cô Ngân ơi, không có thống kê nổi luôn á. Nhãn hiệu chứng nhận chủ yếu cho các nông sản. Còn cái nhãn riêng có một cái nhãn hiệu rất là đặc biệt, đó là nhãn hiệu chứng nhận Đồng Tháp thuần khiết như hồng sen, chủ yếu cho du lịch. Em có gửi trong cái nhóm Mekong Organic của mình á, cái đó cũng là một niềm tự hào của tỉnh Đồng Tháp. Tại vì Đồng Tháp định hướng sen như là đất, Đồng Tháp được định hướng là đất sen hồng, nên mà cái lấy cái logo bé sen, cái biểu tượng của cái gọi là gì ta, linh vật của bên em là bé sen á. Mọi người mà vô Zalo mà hay hay là gì đó mà có hình bé sen là do một cái công ty thiết kế mà bản quyền là của bên Đồng Tháp luôn á. Nói tóm lại để trả lời câu số 1 này
thì mình phải nên đăng ký sớm nhất có thể. Và mình như khi bắt đầu có ý tưởng là mình đăng ký liền. Và cái chi phí đăng ký mà theo quy định của nhà nước thì nó không có nhiều, hơn 1 triệu, gần 2 triệu gì đó, là chi phí mà lệ phí gì mình phải đóng nha. Không có kể cái chi phí mình thiết kế logo, không có kể mấy cái chi phí in ấn rồi đi tới đi lui. Và theo quan điểm của em quản lý với 3 năm kinh nghiệm đó, thì em khuyên mọi người là nên thuê tư vấn, thuê đại diện sở hữu công nghiệp. Như cô Ngân ở là đại diện ở Úc đó, thì ở Việt Nam nó sẽ có một cái danh sách đại diện sở hữu công nghiệp được cục sở hữu trí tuệ cấp. Thì mình ai gần mình mà có uy tín đó, thì mình cứ thuê họ. Đầu tiên là họ để tra cứu cái nhãn hiệu, cái ý tưởng, cái logo của mình đó có trùng chưa, hay là cái khả năng phân biệt với cái sản phẩm cùng loại như thế nào, cái khả năng bảo hộ như thế nào. Tại vì cái thời gian mà quy định đó là 1 năm quy định nha, nhưng mà trên thực tế là nó phải 2-3 năm. Lý do là quá nhiều người đăng ký nhãn hiệu rồi. Vậy ha, câu số 1 là em xin tóm tắt như vậy ạ. Tí xíu nữa có thông tin gì thêm á thì nhờ cô Ngân chia sẻ. Nhưng có một câu hỏi rất hay cô Ngân, nhờ cô Ngân trả lời giùm. Đó là làm sao có một anh đó làm cái vườn về giống như vườn rừng vậy. Có cà phê, matcha, tất cả các loại, mà anh nói bây giờ làm sao làm một cái nhãn hiệu cho tất cả các sản phẩm đó. Nó chia nhiều nhóm hay sao, hay là kiểu gì đó mà mình làm mình có thể bảo hộ hết trong cái khuôn khổ của mình. Dạ, mấy anh chị có bổ sung gì thêm không ạ? Alo. Dạ, xin cảm ơn ý kiến của cô Mai thay mặt ý kiến của nhóm 1. Thì giống như trên màn hình hồi nãy mọi người cũng đã xem, đó là chị Mai nêu được một cái rất là tóm tắt là nên có những cái bảo hộ ngay từ lật từ từ khi bắt đầu lên ý tưởng. Và thực ra thì cái phí nó không cao lắm, nhưng mà chắc phí tư vấn thì có thể nó sẽ cao hơn một chút, nhưng mà cái đó nó đảm bảo cho cái sự bền vững của kinh doanh của mình sau này. Thì ngoài ra cô Bình hay là thầy Hải, cô Ivan cũng nêu lên được là cái vai trò rất là quan trọng khi mà chúng ta phải làm cái bảo hiểm cái nhãn hiệu của mình. Như thầy Hải Hà cũng đưa ra một số ý kiến rất là hay để cái cách khi mà chúng ta đưa ra được cái nhãn hiệu đấy, thì ở đây mọi người cũng có thể đã đọc ở trên đấy. Ngoài ra thì có câu hỏi này thì xin bây giờ trước tiên là xin cô chúng ta sẽ đi từng câu hỏi luôn. Cô Ngân trả lời xong rồi, xong này chúng ta sẽ đi câu hỏi tiếp theo. Xin mời phản hồi ý kiến của cô Ngân ạ, xem là học viên chúng ta học và chúng ta hiểu bài và cái cách mọi người làm việc như thế thì như thế nào ạ? Và trả lời giúp cái câu hỏi của anh Phú là đăng ký nhãn hiệu cho mô hình vườn rừng thì nên, có nghĩa là ghi vào advice cho ý kiến là nên làm như thế nào. Rồi xin mời cô Ngân ạ. Dạ thì em cảm ơn câu trả lời của chị Mai rất là nhiều. Thì về cơ bản thì mọi người đã hiểu được cái tầm quan trọng của việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu á, thì ngay khi mình có ý tưởng. Nhưng mà chị Mai đã đề cập một cái em thấy rất là hay và đúng, đó chính là ok, mình đã xác định được cái nhãn hiệu mình đăng ký rồi, nhưng mà mình cần phải tra cứu ạ. Thứ nhất là mình phải đi liên hệ một cái đại diện sở công nghiệp, là một cái người chuyên gia về trong lĩnh vực đó. Thì em nghĩ rằng là mỗi người sẽ có một cái gọi là chuyên gia trong một cái lĩnh vực, thì họ được đào tạo chuyên nghiệp rồi, thì họ sẽ có những cái lời tư vấn gọi là phù hợp nhất đối với cái nhãn hiệu của mình. Thì nếu mình xong rồi mình phải tiến hành tra cứu nữa, tại vì nhãn hiệu của mình có thể mình nghĩ nó rất là độc, mình là tự tạo, nhưng mà cũng có thể là người khác đã sử dụng rồi. Thì khi mà đã vượt qua những cái bước lọc đó thì cái khả năng cao cái nhãn hiệu của mình sẽ được bảo hộ. Tại sao lúc nào Ngân cũng nói là khả năng cao thôi, chứ Ngân không nói là ok sẽ được bảo hộ hay không. Tại vì mọi người, nhãn hiệu không phải là cứ đăng ký là giống như là một thủ tục hành chính, mình cứ đăng ký, mình nộp đơn, mình xếp hàng chờ thì nó nghiễm nhiên sẽ được bảo hộ. Không phải vậy ạ. Mà thực tế thì nó còn rất là nhiều bước và cái sự kiểm tra rất là kỹ lưỡng. Đó chính là lý do khác với ở bên Úc này thì cái tên kinh doanh nó chỉ cần 2 ngày 1 ngày thì mình nộp cái hồ sơ trả 38 đồng thì mình sẽ được cái tên kinh doanh liền. Nhưng mà nhãn hiệu ở bên Úc này thì nhanh nhất cũng phải là từ 7 đến 8 tháng thì mình mới có kết quả. Bởi vì tại sao? Khi mà mình đã là chủ sở hữu của cái nhãn hiệu đó thì chỉ có duy nhất mình
giả sử tên Thanh Ngân được bán gạo ở Úc thôi, cho dù một cái tên khác tên là Thanh Nga chẳng hạn, không có giống Ngân, không giống Thanh Ngân, nhưng mà nó tương tự. Khi mà đọc Thanh Ngân, Thanh Nga chẳng hạn thì nó tương tự, và sự tương tự nó có thể gây ra sự nhầm lẫn cho khách hàng thì vẫn không được Cục Sở hữu trí tuệ Úc chấp nhận. Thì đó chính là lý do mà tại sao cái việc kiểm tra nhãn hiệu nó rất là kỹ và thời gian tốn rất là nhiều. Ngoài ra một cái khâu, một cái giai đoạn rất là quan trọng đó là cái giai đoạn phản đối đơn. Phản đối đơn á, thì bất cứ người nào nghĩ rằng cái nhãn hiệu đó không nên được bảo hộ á, thì cũng có quyền là phản đối cả. Thì có nhiều doanh nghiệp, nhiều cái doanh nghiệp gọi là nhiều đại diện á, sẽ hay tra cứu trên cái cơ sở của Cục Sở trí tuệ á, để xem thử là trong cái giai đoạn mà họ đăng công báo có cái nhãn hiệu nào nó tương tự, trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu của khách hàng của mình hay không á, mình sẽ báo và để hỏi khách hàng có muốn phản đối hay không. Tại vì khi mà phản đối thành công thì nhãn hiệu kia sẽ không được bảo hộ, còn nếu mà mình không phản đối thì nhãn hiệu kia sẽ được bảo hộ, và nếu mà nó tương tự thì nó ảnh hưởng tới uy tín của mình ạ. Thì cho nên em cho ý em muốn chia sẻ là cái quá trình đăng ký nhãn hiệu không phải là một thủ tục hành chính cứ đăng ký nghiệm nhiên là được bảo hộ, mà nó phải trải qua rất là nhiều bước và cũng rất là nhiều vấn đề phát sinh. Là một người cũng là một gọi là một cái đại diện sở công nghiệp ở Úc đi, thực sự nó có nhiều cái vấn đề phát sinh mà nó ngoài cái tầm kiểm soát của một cái người tư vấn. Ví dụ như trong cái quá trình tra cứu này, cái cơ sở dữ liệu á, nó có lỗi gì này là một này. Cái thứ hai, ở bên Úc này á, nó khác với Việt Nam một cái vấn đề nữa, đó là ở bên Úc này nó ưu tiên cho những người đã sử dụng nhãn hiệu trước. Ở bên Việt Nam theo hệ thống là first to file, tức là ưu tiên cho những người nộp đơn trước. Nhưng ở Úc thì nó lại ưu tiên cho những người đã sử dụng trước, tức là họ sử dụng mà họ không đăng ký, là mình tra tin cơ sở dữ liệu lại không có, nhưng mà trên thực tế họ đã sử dụng lâu rồi. Đến lúc mà giai đoạn vượt qua giai đoạn số 1 kiểm tra về hình thức, giai đoạn số 2 kiểm tra về một nội dung, thì đến giai đoạn số 3 là đăng công báo thì họ lại đột nhiên họ thấy vậy, họ lại đi phản đối mình. Thì cái đó thì nó ngoài tầm kiểm soát của một người tư vấn, và lúc đó thì phải sử dụng rất là nhiều kỹ thuật, rồi phải giải trình, rồi phải làm việc, thậm chí là phải kiện cáo, request of hearing, là phải yêu cầu để cho cơ quan của cục sở, ý là các hành một cái người đứng đầu của Cục Sở trí tuệ phải nghe được mình giải trình như thế nào để bảo vệ cho khách hàng của mình. Thì qua đây thì Ngân chia sẻ như vậy để thấy rằng là ok, nhãn hiệu không phải là cứ đăng ký là được, mà nó sẽ phải trải qua rất là nhiều cái quy trình, và đôi lúc thì nó nằm ngoài cái tầm kiểm soát, cho nên là không có bất cứ đại diện nào sẽ khẳng định với các anh chị là ok, nhãn hiệu này chắc chắn sẽ được bảo hộ, mà chỉ đánh giá là nhãn hiệu này có khả năng bảo hộ cao, hay là hoặc là nhãn hiệu này có khả năng bảo hộ không cao lắm hoặc là thấp thôi ạ. Nếu mà thấy hiển nhiên tra cứu mà tìm ra những cái nhãn hiệu mà nó hiển nhiên nó trùng với mình này, cũng trùng với cái nhóm hàng hóa dịch vụ đó, thì thông thường một đại diện sẽ tư vấn cho các anh chị phải chỉnh sửa cái nhãn hiệu đó để cho nó phù hợp. Ở bên Việt Nam thì hay có cái cách là những cái từ ngữ mà họ lại từ ngữ chung á, mà từ ngữ chung thì họ sẽ thêm cái phần đó là không bảo hộ riêng cái chữ mà mình đăng ký đó, mà chỉ bảo hộ tổng thể cái nhãn hiệu thôi. Tức là mình chỉ bảo hộ cái sự kết hợp giữa cái chữ và những cái biểu tượng đó thôi, chứ mình không có được là người độc quyền sử dụng cái tên đó. Ví dụ như Mekong Organ này chẳng hạn, thì em cũng không biết là bên Việt Nam đã có nhiều người đăng ký hay chưa. Tại vì rõ ràng chữ Mekong Organ này có thể bên Úc nó rất là đặc biệt, và anh Kiền cũng đã tự đăng ký và được bảo hộ rồi. Nhưng mà cái việc bảo hộ của nhãn hiệu Mekong Organ này ở Úc á, nó không có đồng nghĩa với việc là nó sẽ được bảo hộ ở Việt Nam. Tại vì lúc này anh Nhật có chia sẻ là anh nói anh Kiền là đã được bảo hộ Úc rồi thì cứ nộp đơn ở Việt Nam đi thì chắc chắn sẽ được. Thì câu cái chia sẻ của em là không, cái đó nó chưa có thực sự đúng ạ. Tại vì như em nói rồi, nhãn hiệu là bảo hộ theo nguyên tắc lãnh thổ. Ở Úc thì đăng ký ở Úc, nhưng mà không đồng nghĩa với việc là sẽ được bảo hộ ở Việt Nam. Tại vì ở Úc Mekong, chữ Mekong nó rất là lạ, thì có thể người ta chưa đăng ký, nhưng mà ở Việt Nam cái chữ này được mọi người rất là thích này, rồi được mọi người sử dụng rất là nhiều. Thì em nghĩ, em đoán rằng là sẽ có rất là nhiều người đã đăng ký cái chữ Mekong rồi đó. Thì nó là tùy tình hình. Thì ở bên Việt Nam thì theo quy định là khoảng 12 tháng thì mọi người sẽ nhận kết quả. Tuy nhiên là trên thực tế thì có những nhãn hiệu phải 2 năm, thậm chí là 3 năm lận. Còn bên Úc thì nhanh hơn, nhanh nhất thì sẽ là từ 7 đến 8 tháng thì sẽ có văn bằng bảo hộ. Còn trường hợp mà có những cái vấn đề phát sinh thì
ít nhất là 15 tháng thì hai bên sẽ trao đổi và để sẽ đưa ra quyết định cuối cùng là khoảng 15 tháng, tức là cũng chưa tới năm rưỡi ạ. Dạ. Xin cảm ơn ý kiến của cô giáo. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến câu trả lời của nhóm 2. Đó là ngân sách hạn chế thì nên đăng ký dấu hiệu làm nhãn hiệu chữ biểu tượng hay nhãn hiệu kết hợp cả chữ và biểu tượng. Xin mời đại diện của nhóm 2 trình bày ý kiến của mình ạ. Xin mời nhóm 2 ạ. Xin chào tất cả các thầy cô, các anh chị đang tham gia buổi họp trực tuyến ngày hôm nay. Lần đầu tiên em được mời tham gia đại diện cho nhóm để trình bày. Em xin phép được gửi lời kính chúc sức khỏe đến tất cả các thầy cô, các anh chị và quý vị. Nhóm em thì cũng có nhiều cái ý kiến thống nhất cao là việc đăng ký nhãn hiệu bảo hộ sở hữu trí tuệ cho nhãn hiệu và thương hiệu của mình, của doanh nghiệp mình, của đơn vị mình là điều rất là cần thiết, đặc biệt là đối với những vùng sản xuất lớn thì các cơ quan quản lý của quốc gia Việt Nam cũng đã vào cuộc để hỗ trợ cho người dân bằng cách là đăng ký chỉ dẫn địa lý, đăng ký nhãn hiệu tập thể, đăng ký nhãn hiệu chứng nhận cho các cái vùng. Và là một cái đơn vị đang làm cái hệ thống, đang xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn bằng nền tảng công nghệ TechVN, thì chúng em cũng đã được trải nghiệm những cái bài học thành công của rất là nhiều những cái vùng sản xuất mẫu lớn đã được đăng ký chỉ dẫn địa lý và bảo vệ thành công thực hiện những các giải pháp an ninh thương mại điện tử cũng như an ninh thương hiệu để giúp cho nâng cao năng lực cạnh tranh cho cái sản phẩm của khu vực đó, ví dụ như là những vùng như là Nhẫn Lồng Hưng Yên, Vải Thiều Thanh Hà. Bưởi của Trương Mỹ, bưởi của Đan Phượng, rất là nhiều những vùng sản xuất như vậy. Những cái thương hiệu mà khi chúng em vào hỗ trợ cho họ như là cái thương hiệu gà Đông Tảo ấy ạ. Đấy. Thì bây giờ họ phát triển đến mấy trăm phần trăm cái doanh số. Thứ hai nữa là với cái nguồn ngân sách nguồn kinh phí hạn hẹp, khi mà chúng ta chưa có nhiều tiền ấy, thì câu hỏi ở đây là sẽ lựa chọn cái hình thức đăng ký như thế nào. Thì cô Dung đã đưa ra ý kiến là đăng ký bảo hộ bằng cái hình thức chữ cho đơn giản, không cần thuê thiết kế, hoặc là dùng các biểu tượng. Khi dùng các biểu tượng thì phải thuê thiết kế và yêu cầu cái sự ít trùng lặp. Vì vậy thì nếu như đăng ký cả chữ cả biểu tượng thì đặc biệt hơn, nhưng nó sẽ gây tốn kém hơn. Còn chị Liên thì ở Villa Summit thì cho rằng là chị cũng đã đăng ký được những cái sản phẩm của chị về thương hiệu nhãn hiệu ở trong nước rồi và đang chuẩn bị đăng ký ở thị trường nước ngoài. Tuy nhiên thì lựa chọn cái việc đăng ký như thế nào để cho nó tốn ít hơn ý, thì nhân viên của chị và các cán bộ phụ trách, cho nên là chị cũng không nắm được. Còn ý kiến của thầy Kiền thì thầy đăng ký thương hiệu ở Mekong Organic ở Úc thì nó không hết nhiều tiền, nó hết có 350 đô Úc thôi, nhưng mà khi đăng ký ở Việt Nam thì nhãn hiệu này thì thầy đã phải thuê tư vấn hết đến hơn 600 đô đúng không ạ thầy? Vâng, em nghe không rõ lắm. Còn cá nhân em ấy thì khi đi tư vấn cho các cái địa phương và đã chứng kiến cái việc là cái giá trị của việc bảo hộ được, giữ gìn được cái thương hiệu và nhãn hiệu của doanh nghiệp cũng như là của từng vùng ấy, thì nó đem lại cái giá trị rất là lớn. Thì em nhận thấy là để với cái việc là chi phí để tốn cái chi khi ít chi phí dành cho việc làm quảng cáo và nhãn hiệu thương hiệu của mình ấy, thì em lại chọn rằng là lựa chọn cái việc thiết kế cái logo của mình, cái nhãn hiệu của mình nó ít màu, bởi vì cái này nó ảnh hưởng đến cái việc quá trình mà khi in ấn cái nhãn hiệu của chúng ta trên các cái bao bì, trên các sản phẩm. Thì thường là với mỗi một cái màu thì cái người thiết kế cái người sản xuất in ấy, người ta sẽ phải thiết kế một cái trục in với cái màu khác đó. Và như vậy thì nếu như là một màu thì chúng ta chỉ mất một cái trục thôi, mà hai màu thì sẽ phải mất 20 màu, và năm màu thì chúng ta sẽ phải mất 50 màu. Và như vậy thì theo em thì với cái việc là
chúng ta không có nhiều ngân sách thì cái logo của chúng ta ngoài việc thiết kế dễ nhận diện, dễ nhớ bằng chữ hoặc là bằng biểu tượng cũng được. Tuy nhiên là lên thiết kế nó ít màu thì sẽ đỡ tốn kém trong việc chi phí cho in ấn bao bì trong cái quá trình thương mại hóa sản phẩm. Em xin hết cái ý kiến của nhóm 1 ạ. À, nhóm 2 ạ. Xin cảm ơn các thầy cô. Xin cảm ơn ý kiến của cô Lý rất là nhiều. Và xin mời phản hồi của cô Ngân ạ. Dạ, cảm ơn chị Lý cũng như là các bạn đã chia sẻ. Thì em thấy thực sự thì sau khi nghe câu trả lời sự chia sẻ của chị Lý thì em cũng học được thêm rất là nhiều. Chị Lý nói là có thể là câu hỏi em đưa ra là nhằm mục đích là để nghiêng về cái góc nhìn về kinh tế là tiết kiệm mà cái chi phí in ấn chẳng hạn á. Thật sự lúc mà em đưa ra câu hỏi em cũng không nghĩ đến cái mức độ đó đâu. Tại vì em thiên về cái góc nhìn pháp lý hơn. Nên chọn cái nào, nên chọn chữ hay là logo hay là... nên chọn cái biểu tượng mà kết hợp là chữ và logo. Thì cái câu hỏi này á, em đưa ra để nhấn mạnh với mọi người rằng á, khi mà một cái nhãn hiệu mà đã đăng ký chữ á, thông thường mà đơn giản nhất á, thì mọi người cái mức độ bảo hộ cao nhất đó là cái dạng chữ chân phương. Ví dụ như quay lại ví dụ là chữ Thanh Ngân cho gạo chẳng hạn, em chỉ đăng ký chữ Thanh Ngân kiểu chữ là Time New Roman chẳng hạn, không có uốn éo cách tân gì cả, thì cái loại nhãn hiệu mà với kiểu chữ chân phương đó là cái phạm vi bảo hộ của nó là rộng nhất. Thì trong trường hợp nếu cái tên nhãn hiệu Thanh Ngân cho nhóm gạo á, nhóm 30 là nhóm gạo được bảo hộ á, thì sau này cho dù trong cái quá trình phát triển doanh nghiệp của em nó đi theo thị yếu của khách hàng hay là theo xu hướng, em có thể cách tân cái chữ Thanh Ngân kiểu nào cũng được, uốn éo hay là thêm cái này cái nọ, nhưng mà miễn sao em vẫn đọc được cái chữ đó là chữ Thanh Ngân á, thì vẫn được chấp nhận. Tuy nhiên nếu như anh chị mà đăng ký chữ Thanh Ngân mà theo dạng cách tân rồi á, theo một cái dạng kiểu chữ cách tân á, thì trên nguyên tắc khi được bảo hộ thì anh chị chỉ được sử dụng cái đó theo kiểu cách tân đó thôi, chứ không được quay lại theo cái kiểu chữ chân phương. Thì đó là một cái lưu ý. Cái thứ hai nữa, khi mà đăng ký nhãn hiệu kết hợp giữa cả logo và chữ luôn á, thì có mọi người nghĩ ok mình đăng ký như vậy thì nó tiết kiệm đăng ký một hồ sơ thôi mà được cả hai cái luôn, vừa biểu tượng vừa chữ. Tuy nhiên bản chất cái phạm vi bảo hộ trong cái trường hợp này nó là phạm vi bảo hộ, đó là cái ấn tượng liên, tức là cái sự kết hợp tổng thể giữa chữ và biểu tượng cũng như là màu sắc ở trong đó. Các bạn sẽ thấy là lúc nào Cục Sở Trí Tuệ Việt Nam cũng sẽ ghi là nhãn hiệu này được bảo hộ tổng thể, không bảo hộ riêng cái dấu hiệu chữ và hoặc là cái dấu hiệu gì trong đó. Như vậy bản chất là nó bảo hộ cái sự kết hợp giữa cái chữ và biểu tượng và màu sắc ở đó. Thì trên nguyên tắc khi được bảo hộ thì các anh chị bắt buộc phải sử dụng cái nhãn hiệu đó trên thực tế như vậy, chứ không đồng nghĩa với việc là cái chữ của các anh chị được bảo hộ riêng, cái biểu tượng bảo hộ riêng. Thì đó chính là lý do mà các công ty nếu mà có tiềm lực về tài chính á, thì thông thường người ta sẽ đăng ký cái kiểu chữ chân phương là một nhãn hiệu này. Ví dụ chữ Thanh Ngân, kiểu chữ chân phương không cách tân gì cả, một nhãn hiệu. Nếu em có biểu tượng thì em sẽ đăng ký riêng cho cái biểu tượng đó riêng một cái. Cái thứ ba nữa thì tại vì tại thời điểm đó đang sử dụng logo là sự kết hợp giữa chữ và biểu tượng thì sẽ đăng ký thêm một hồ sơ là kết hợp giữa cả chữ và biểu tượng luôn. Thì để sau này cho dù theo tiến trình phát triển của công ty thì mình thay đổi cái biểu tượng hay là chữ của mình có cách tân gì thì cũng không ảnh hưởng gì cả. Tại vì hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chữ riêng và biểu tượng riêng thì nó đã một cách độc lập rồi. Thì đó là dành cho các công ty chuyên nghiệp và định hướng lâu dài. Còn nếu thực sự nếu mà khuyên chân thành, nếu mà ok kinh phí mà hạn chế quá đi thì em nghĩ là nên đăng ký cái kiểu chữ, đăng ký cái chữ, tại vì biểu tượng thì có thể thay đổi nếu mà trong tương lai cũng theo xu hướng rồi thì yếu khách hàng có thể thay đổi, nhưng mà cái chữ là cái phần quan trọng nhất. Cho dù có cách tân thế nào bắt buộc cái chữ của mình phải nhận ra, giống như là chữ Mekong sau này mình có thay đổi thế nào nhưng mà vẫn đọc được Mekong á, thì theo em thì nên đăng ký, nếu nói chính xác phải là đăng ký cái dấu hiệu nào là dấu hiệu phân biệt nhất của cái nhãn hiệu của công ty. Nhưng mà giữa chữ và biểu tượng thì cái chữ thì em nghĩ là nên đăng ký cái chữ. Còn nếu có điều kiện hơn thì mình đăng ký riêng là chữ riêng, biểu tượng riêng và thêm một hồ sơ là sự kết hợp giữa chữ và biểu tượng ạ.
À, một cái lưu ý nhỏ luôn á, thì khi mà đăng ký chữ thì câu hỏi đặt ra là nên đăng ký chữ màu. Giả sử hiện tại đang tông màu xanh da trời nhiều á, chữ Thanh Ngân dùng tông màu xanh da trời nhiều thì nên đăng ký nhãn hiệu là chữ Thanh Ngân màu xanh da trời luôn, hay là nên đăng ký màu đen trắng ạ? Thì không biết anh chị nào nghĩ là mình nên đăng ký màu xanh da trời hay là màu đen trắng? Dạ cô Dung ạ, cho em xin ý kiến, tại vì em thấy cô Dung chắc cũng đã xử lý nhiều tình huống này rồi. Nếu là tư vấn thì mình sẽ nói họ đăng ký đen trắng. Dạ đúng rồi ạ, tại vì khi mà đăng ký đen trắng thì sau này mình có thể sử dụng bất cứ cái màu nào á, còn nếu mà khi mình đã đăng ký màu xanh da trời thì trên thực tế thì nếu mà mình bắt buộc phải sử dụng cái màu đó. Nếu mà sau này có xảy ra tranh chấp gì á thì mình phải thể hiện là mình đã sử dụng đúng như cái hồ sơ mà mình đã đăng ký ạ. Dạ. Vậy một câu hỏi tiếp theo em muốn chia sẻ với mọi người, tại vì bên Việt Nam á, khi mình đăng ký nhãn hiệu nó rất là lâu, quy định 1 năm, nhưng mà giả sử 2 3 năm mình mới được bảo hộ chẳng hạn, thì vô lẽ mình cứ chờ về mình đâu có biết là được bảo hộ hay không đâu, đến lúc 3 năm ra không được bảo hộ thì mình phải làm gì? Dạ thì trên thực tế thì không biết là anh chị nào chia sẻ là trên thực tế thì mình nên làm gì để có một cái chút gì mà bớt vác được không, chứ chờ đợi 3 năm xong biết không được bảo hộ xong rồi đi tiếp 3 năm nữa là gần 6 năm thì nó rất là gọi là rất là khó khăn cho doanh nghiệp của mình á. Dạ thì cũng không để tốn thời gian của mọi người thì em chia sẻ luôn. Cái này thì cái tip thôi, tại vì ở bên Việt Nam á, mặc dù theo về bản chất á, thì bản quyền á, thì nó được bảo hộ tự động, không cần phải đăng ký. Nhưng mà bên Việt Nam mình vẫn có một cái hình thức là bởi vì mình không muốn chứng minh khi nào, nếu mà muốn bảo hộ tự động thì mình thường mình cố gắng khi mình làm cái gì mình phải lưu trữ nó. Ví dụ hôm nay Ngân viết bài thơ này, Ngân ghi là ngày hôm nay 8 tháng 2, 2022 Ngân viết này, để sau này có cái vấn đề gì xảy ra kiện cáo thì Ngân chứng minh Ngân là người sáng tạo ra cái này. Thì cũng tương tự khi mà nhãn hiệu á, mà mình đăng ký mình thấy lâu quá thì một cái tip nhỏ là mọi người cũng có thể đi đăng ký bản quyền, để mang tính chất là ghi nhận thôi, ghi nhận ok tôi chính là cái công ty, tôi chính là cái người mà đã sáng tạo ra cái logo đó đó. Thì thay vì mình ghi nhận thì mình ra cơ quan nhà nước họ chứng nhận cho mình một cái, thì sau này có vấn đề gì xảy ra thì mình cũng dễ chứng minh là mình là chủ sở hữu của nhãn hiệu đó. Thì đó là một cái tip nhỏ, nhưng mà dù sao thì đăng ký bảo hộ nhãn hiệu vẫn là cái mạnh nhất mà mình cần tiến hành. Còn về cái vấn đề đăng ký để ghi nhận cái bản quyền chỉ là một cái tip nhỏ để trong cái quá trình chờ đợi nếu mà nhãn hiệu của mình lâu quá thôi ạ. Còn về bản chất thì bản quyền không cần phải đăng ký mà được bảo hộ tự động. Tuy nhiên ở Việt Nam thì có cái thủ tục để ra cục bản quyền chẳng hạn để chứng nhận cái tác phẩm đó hay là cái hình ảnh đó là thuộc về sở của mình. Thì đó là chia sẻ nhỏ của Ngân ạ. Xin cảm ơn chia sẻ của cô Ngân. Đang em có thể chia sẻ mình. Bây giờ mình quay lại câu hỏi đầu tiên của nhóm 1 là có anh Phú, anh bảo là anh có nguyên một cái giống như là vườn rừng. Vậy thì khi mà anh ấy muốn làm một cái trang trại thì anh ấy muốn đăng ký thì bây giờ đăng ký như thế nào ạ? Dạ thì theo như em nguyên tắc mà em chia sẻ thì đầu tiên anh phải xác định là cái dấu hiệu nào sẽ là nhãn hiệu của công ty của anh. Dấu hiệu đó sẽ là chữ hay là biểu tượng hay là cả kết hợp giữa chữ và biểu tượng, thì đầu tiên mình xác định là cái dấu hiệu ha sẽ là nhãn hiệu. Cái thứ hai là xác định cái nhóm hàng hóa dịch vụ, thì anh phải xác định là anh sẽ cung cấp ra thị trường cái hàng hóa dịch hay là dịch vụ gì. Nếu là hàng hóa thì hàng hóa đó là hàng hóa gì, sản phẩm nó là gì. Ví dụ như em nói, nếu anh trồng lúa, trong rừng có trồng lúa thì lúa nó lại gạo nó sẽ xếp vào nhóm 30 chẳng hạn. Hay là nếu mà anh trồng một cái sản phẩm khác, anh sản xuất giả sử có một cái sợi dây gì đó anh làm được giày dép chẳng hạn, bằng mấy cái dây gì ở rừng chẳng hạn, thì anh lại đăng ký giày dép, anh muốn bán cái sản phẩm đó thì nó lại thuộc nhóm 25 bởi vì liên quan tới giày dép. Thì anh phải ngồi lại để xem là mình muốn chọn cái dấu hiệu nào là nhãn hiệu. Thứ hai là cái sản phẩm dịch vụ mình định cung cấp ra thị trường là gì. Thì lúc đó cái tư vấn cho anh mới xác định được là anh nên đăng ký cái nhãn hiệu đó với nhóm nào ạ. Dạ, cảm ơn câu trả lời của cô. Vậy thì cuối cùng ra là chúng ta muốn làm để đăng ký nhãn hiệu thì đầu tiên chúng ta phải có ý tưởng về sản phẩm của chúng ta là như thế nào. Thứ hai là chúng ta tốt nhất chúng ta nên thuê
tư vấn, tại vì người ta có cái chuyên nghiệp của người ta. Và thường thì yeah, đúng là khi mà làm mà có chuyên nghiệp thì mình sẽ tiết kiệm hơn thời gian. Mỗi người sẽ giỏi một lĩnh vực và chúng ta nên làm theo cái lĩnh vực đấy thì nó sẽ tốt hơn, đúng không ạ? Rồi, bên đây là một số câu hỏi. Ngoài ra thì hiện tại là chúng ta còn khoảng 15 phút nữa, đúng không ạ? Có một số câu hỏi được nêu ra trong Google Form. À, nhưng mà trước khi đi vào câu hỏi Google Form thì chúng ta sẽ dành khoảng 5 phút cho ai đấy có muốn câu hỏi trực tiếp không ạ? Ngoài những câu hỏi Google Form không ạ? Có ai có câu hỏi trực tiếp nào không ạ? Hay là chúng ta đi vào Google Form luôn ạ? Em thấy ở đây có câu hỏi rất là hay, đó là cách đăng ký Marriott sau khi đã có số đơn của Việt Nam thì hy vọng bao nhiêu? À, xin mời cô Dung ạ. Dạ thì cái này thì nó đăng ký matrix như em nói thì sau khi có số đơn hoặc là cái số văn bằng á, thì mình thông thường á, các anh chị có thể tự mình tới cục sở trí tuệ gọi là cái văn phòng quốc tế để mình nộp, thì lúc đó anh chị chỉ cần phải nộp cái phí hành chính ở đó nếu có quy định, cũng như là cái phí hành chính của cái nước nào mà mình muốn đăng ký thôi. Đó là cách thứ nhất. Còn nếu cách thứ hai thì anh chị sẽ liên hệ đại diện, thì cái đó cái phí thì ngoài cái phí hành chính của các nước thì họ sẽ báo rõ cho anh chị rồi. Phí hành chính thì lúc nào cũng báo rõ, đúng không? Còn phí dịch vụ thì cái đó tùy mỗi công ty họ chặt phí, thì cái đó họ tính phí thì em không có biết được. Tùy mỗi công ty nữa, công ty thì họ lấy phí cao nếu họ thấy là họ tư vấn, họ tự tin với cái giá của họ. Còn có thì công ty họ lấy rẻ hơn. Thì cái đó thì anh chị nào đặt câu hỏi này sẽ vui lòng liên hệ chủ động với cái công ty agent đó, nếu mình thì mình sẽ biết được cái chi phí chính xác ạ. Cũng giống như Ngân vậy, Ngân cũng là một công ty thì có thể Ngân lấy cái giá này, còn công ty khác có thể rẻ hơn hoặc công ty khác nữa có thể mắc hơn á. Dạ. Nhưng mà cái giá dao động nó khoảng bao nhiêu thì đây là người ta chỉ ý là khoảng. Dạ, cái đó phụ thuộc vào anh chị muốn đăng ký bao nhiêu nước nữa chị. Ví dụ như đăng ký matrix, mà thông thường nếu mà đăng ký matrix mà khoảng 2-3 nước thì em nghĩ là không nên đăng ký matrix làm gì, tại vì nó một cái đơn như vậy thì nó đã cố định một cái mức phí rồi, xong rồi chặt thêm 3 phí hành chính của 3 nước. Nếu mà đăng ký ít nhất là 5 nước hoặc là 10 nước thì mình mới nên đăng ký theo hệ thống matrix. Còn nếu mà đăng ký nhỏ lẻ 1-2 nước thì nên liên hệ trực tiếp, thì nó sẽ thuận tiện và hiệu quả hơn ạ. Rồi, cảm ơn cô. Thì tương tự người ta cũng bảo là chi phí cơ bản dao động khoảng bao nhiêu, thì như hồi nãy chúng ta đã có câu trả lời là ở Việt Nam thì 1 triệu, 1,5 triệu gì đấy, rồi còn phí tư vấn thì cũng là tùy công ty, đúng không ạ? Dạ, tùy công ty. Dạ. Tại vì em thấy ở Việt Nam thì kiểu như là nhiều mức giá lắm, kiểu em cũng khó, tại vì em cũng làm trong lĩnh vực đó cho nên mình nói ra thì nó rất là nhạy cảm, nhưng mà tùy công ty thôi. Mình cho một con số là khoảng bao nhiêu thôi, đúng à? Dạ thì không, em có thể thoải mái nói cái mức phí của công ty em, nhưng mà còn cái công ty người khác thì em không có biết được. Chị ý là ở bên Việt Nam em đâu có theo dõi để rồi. Xin mời cô Mai, hình như là chị Mai có ý kiến đúng không ạ? Xin mời chị cô Mai ạ. Cái chi phí á mọi người, cái chi phí là tại vì Mai có làm 3 năm bên sở khoa học về cái này á, mặc dù là quản lý nhà nước thôi, không có nhận đơn trực tiếp, nhưng mà có cái đại diện sở hữu công nghiệp, công ty AGL á, có báo cái giá đối với cái một cái nhãn hiệu mà mình đã có sẵn logo rồi nha, có sẵn logo hay chữ phần chữ hình gì cái thật mình đã có ý tưởng rồi á, thì nó dao động là theo nhóm, nếu mà chỉ một logo cho một nhóm là 2,8 triệu, cộng thêm cái phần tra cứu là 800.000 cho một lần tra cứu cho một nhóm, nên là mình đăng ký càng nhiều nhóm thì càng tốn nhiều tiền. Còn cái phí mà bắt buộc phải nộp hành chính cho cục sở hữu trí tuệ thì nó em cộng cộng lại thì nó tầm 1,8 triệu, 2 triệu gì đó, nên là cũng cái phí đó là cái phí gọi là phí dịch vụ của người ta. Phí để cho người ta phải tra cứu cái mình, ví dụ như em nè, là em có thể vô cục sở hữu trí tuệ em tra cứu được cái tên gì đó, nhưng mà về chuyên sâu hơn chuyên sâu hơn thì phải nhờ bên đại diện sở hữu công nghiệp, họ có cái gọi là gì, dữ liệu liên kết riêng, họ phải trả tiền cho cái để sử dụng cái dữ liệu đó, chứ nó không phải free. Nên là cái mức giá thì nó cũng không có nhiều lắm đâu mọi người, mà tùy thuộc vào cái sản phẩm của mình, trực thuộc vào cái nhóm sản phẩm mình, càng nhiều nhóm thì tốn càng nhiều tiền.
Dạ dạ anh đúng rồi, chị nói chính xác, thì càng nhiều nhóm thì phí hành chính của mình nó càng nhiều và cái mọi sự chuẩn bị nó sẽ nhiều hơn, nó sẽ tốn phí nhiều hơn ạ. Rồi, cảm ơn ý kiến của cô Mai, cảm ơn cô Ngân. À, tiếp theo chúng ta thấy là hiện nay hình như không cho đăng ký trùng tên dù không trùng nhóm. À, rồi bài giảng nào cụ thể cho học viên ABC, mô tả nhãn hiệu, mô tả tính sản phẩm dịch vụ. Hồi nãy cô giáo có làm rồi đúng không ạ? Dạ, em cũng xin phép trả lời câu này luôn ạ. Thực sự em là một đại diện ở Úc và New Zealand ạ. Ở bên Úc và New Zealand khi đăng ký không cần phải mô tả. Cho nên nếu mà thầy Kiền cần thì em có thể giới thiệu một bạn là đại diện sở công nghiệp ở Việt Nam có thể chia sẻ cái bài này. Tại vì Ngân trước khi qua Úc thì Ngân làm pháp lý cho công ty tập đoàn Trung Nguyên Cà Phê ạ. Thì Ngân chuyên về xử lý về vấn đề nhãn hiệu. Ngân chưa phải là một cái đại diện sở hữu công nghiệp ở Việt Nam. Ý là Ngân làm việc xong rồi Ngân đi qua đại học thạc sĩ xong Ngân học đầy đủ tín chỉ để làm một cái đại diện sở hữu công nghiệp ở Úc thôi. Cho nên Ngân nghĩ nếu mà những cái gì chia sẻ của Ngân thì nó cũng không có phù hợp lắm đâu. Sẽ tốt hơn nếu một người là đại diện sở hữu công nghiệp ở Việt Nam chia sẻ cái bài về cho học viên là mô tả nhãn hiệu. Rồi ok, có nghĩa là thầy Kiền ơi, vậy là có nghĩa là mọi người muốn học thêm nữa đấy ạ. Thầy không được. Rồi. Mình sẽ ghi nhận cái này có thể đưa vào chương trình ngoại khóa dịp nào đó mình mời bạn nào ở Việt Nam nói cụ thể hơn ở Việt Nam thì cho các bạn nắm thêm để xong lớp này xong buổi này tôi sẽ bàn với Ngân. Rồi, cảm ơn thầy. Câu thứ 6, câu 5 thì em nghĩ là ok đúng rồi, mọi người cũng cô đã trả lời rồi. Dấu hiệu mang tên địa danh có tính kế thừa theo thông lệ quốc tế hay không? Tại Việt Nam thì địa danh không được đăng ký nhãn hiệu doanh nghiệp độc lập, trong khi thương hiệu nước mắm Phú Quốc thì được đăng ký tại nước ngoài. Cái này hồi nãy em cũng muốn hỏi, em hỏi luôn là ví dụ như cái nhãn hiệu Phú Quốc, rõ ràng Phú Quốc là địa danh của Phú Quốc Việt Nam, đúng không ạ? Nhưng mà người ta đăng ký ở bên Úc, vậy thì nó có, ví dụ Việt Nam mình chứng tỏ ở cái Phú Quốc này là tôi làm nước mắm truyền thống cả mấy trăm năm nay của tôi. Vậy thì bây giờ mình có phản đối được không? Hay là nó làm sao? Cái này đúng rồi, nãy giờ em hỏi luôn, hỏi thiện cô giáo luôn. Cảm ơn cô. Dạ, dấu hiệu có tính kế thừa theo quân thông lệ quốc tế hay không? Thì thông thường á, mà khi mà đăng ký một cái nhãn hiệu, á, nếu trong cái dấu hiệu đó, ví dụ như Ngân đăng ký là Cần Thơ chẳng hạn, vừa rồi có cái gì ta đặc sản xoài, không biết một tỉnh nào ở miền Nam có liên hệ của Ngân để hỏi về đăng ký chỉ dẫn địa lý ở Úc này á. Thì ví dụ như chữ Ngân giả sử chữ Cần Thơ đi, tại cái thời điểm đăng ký nếu là chữ Cần Thơ mà đăng ký cho hàng hóa là xoài đi, nếu chữ Cần Thơ đó mình sẽ phải khi mà đăng ký mình sẽ phải dịch nghĩa cái chữ Cần Thơ nó có nghĩa là gì, bởi vì nó là tiếng Việt mà, thì mình phải ghi rõ là Cần Thơ nó là một cái huyện của là một cái thành phố của Việt Nam đi, và cái dấu hiệu Cần Thơ, chữ Cần Thơ luôn, thì chắc chắn 100% thì cục sở trí tuệ của Úc sẽ phản đối, lý do nó là tên địa danh và không thể nào là một cái doanh nghiệp nhỏ này lại là chủ sở hữu của cái đó. Tuy nhiên ví dụ như họ cũng đăng ký một cái nhãn hiệu có dấu hiệu là Cần Thơ và kết hợp rất là nhiều biểu tượng, và Cần Thơ chỉ làm giả sử ghi cái chữ nhỏ ở dưới là xoài ở vùng Cần Thơ đó, thì trên nguyên tắc á, thì lúc đó thì vẫn được bảo hộ. Đó chính là lý do mà tại sao nước mắm Phú Quốc á, lúc trước khi mà đăng ký á, họ cái nhãn hiệu lúc nãy á, họ không có ghi là chữ Phú Quốc không, mà họ kết hợp rất là nhiều yếu tố nữa, nó tạo thành một cái tổng thể, và điều đó nó tạo nên cái sự phân biệt là một, đó là một yếu tố này. Cái thứ hai nữa, nó còn phụ thuộc vào cái trình độ xét nghiệm của cái trademark examiner, tức là cái chuyên viên, liệu khi mà lúc mà cái tại thời điểm họ kiểm tra họ có thấy được, họ có tra cứu được và họ nhận biết được Phú Quốc là một cái tỉnh của Việt Nam hay không. Trong trường hợp nếu họ không tìm ra thì họ cho qua thì cái nhãn hiệu nó vẫn được bảo hộ. Nhưng mà vậy thì người ví dụ như ở Việt Nam người ta có thể kiện ngược để mình đòi lại cái nhãn hiệu đó không? Yeah. Cái này các bạn có thể để cho mình nói được không? Dạ yeah, đúng rồi, mời cô Dung ạ. Cái tên Phú Quốc được bảo hộ ở Việt Nam là bảo hộ
đầu tiên bọn mình làm là bảo hộ tên gọi sự, tức là tên gọi xuất xứ, tức là một cái cách mà một cái cách bảo hộ ở ở châu Âu và ở Pháp, người ta có cái chỉ dẫn, người ta không phải là chỉ dẫn địa lý mà người ta còn là bảo hộ là cái nó gọi là tên gọi xuất xứ đấy. Thế khi mà bảo hộ tên gọi xuất xứ ấy, thì nó có một cái câu chuyện, tức là Việt Nam và châu Âu là có ký với nhau một cái hiệp định là bảo gọi là cái gì đấy, thương mại tự do cô, không phải hiệp định về sở hữu trí tuệ này này. Đấy, tức là Việt Nam ấy là bảo hộ cho rượu, cho rượu của Pháp và cho các cái sản phẩm khác của châu Âu. Thì cái hồi đó là Pháp họ sang đây họ tư vấn cho mình làm cái chỉ dẫn, cái tên gọi xuất xứ dưới dạng tên gọi xuất xứ chứ không phải chỉ dẫn địa lý. Còn sau này thì ta khi thay đổi luật thì ta đưa về là chỉ dẫn địa lý. Thế cái này tại sao mà bảo hộ được ở châu Âu mà không bảo hộ nước khác? Bởi vì nó có cái hiệp định đó. Chứ còn thực sự ra nếu không có hiệp định đó thì cái chữ Phú Quốc này cũng không được bảo hộ ở đâu cả. Ta thấy đơn giản như là ví dụ như là ở Mỹ chẳng hạn đấy, bây giờ cái chỗ nào đó mà họ đăng ký cái tên là tên gọi xuất xứ nước mắm Phú Quốc, người ta đăng ký cái chữ Phú Quốc cho cái thương hiệu của người ta đấy, thì Việt Nam mình bây giờ là không có kiện được. Và đang hiện nay là đang tìm cách là làm sao để mà có thể là thay đổi cái đó. Thì hiện nay ta chỉ làm được ở châu Âu thôi. Cái bảo hộ đấy nó chỉ có bảo hộ châu Âu chứ nó không bảo hộ ở trên toàn thế giới. Giống như lúc nãy cô Ngân có nói về cái câu chuyện, tức là cái này là ví dụ bảo hộ ở nước này mà không bảo hộ nước khác ấy, thì cái nước mắm Phú Quốc nó cũng vậy, nó cũng được bảo hộ theo kiểu như vậy. Cho nên là bảo hộ ở châu Âu nhé, chúng ta nên nhớ là bảo hộ châu Âu chứ không ở Mỹ, mà cũng không ở tất cả những cái nước khác, và cũng không bảo hộ ở Úc. Dạ, cái chia sẻ tiếp theo em chia sẻ lại làm rõ hơn như chị Nham hỏi tại sao á. Nó còn có một cái yếu tố nữa là khi mà nhãn hiệu Phú Quốc của cái công ty Việt Hương đó được bảo hộ ở Úc rồi á, thì ở Úc hay là ở Mỹ chẳng hạn, họ rất là đặc biệt quan tâm tới cái vấn đề đó là nhãn hiệu trên thực tế đã sử dụng rồi và nó họ đã tạo được ấn tượng liên kết của khách hàng đối với cái nhãn hiệu đó rồi, thì nó hiển nhiên là được công nhận. Cho dù mình biết là cái tên đó Phú Quốc là của Việt Nam, nhưng mà họ có một cái nhãn hiệu đã tồn tại ở đó. Nước mắm ở bên Úc này, em thấy nước mắm Phú Quốc là một cái gì đó rất là thân thuộc với cái người mà sử dụng nước mắm ở bên này á, nó tạo được cái hình thành ấn tượng liên kết của người tiêu dùng đối với cái dấu hiệu đó rồi, thì những cái hồ sơ đến sau này sẽ không được bảo hộ. Tại vì nếu mà được bảo hộ này thì nó sẽ gây nhầm lẫn, nó sẽ gây thiệt hại cho cái chủ sở hữu nhãn hiệu đầu tiên đó. Cái thứ hai em muốn chia sẻ nữa là cái vấn đề chỉ dẫn địa lý, thì thực sự trên các quốc gia vẫn không có một cái thống nhất, tại vì nó chia thành ra hai hướng. Ở châu Âu ấy, tại vì nó có cái lịch sử phát triển về chỉ dẫn địa lý rất là lâu đời, đặc biệt là về rượu champagne chẳng hạn, tại vì nó rất là lâu và họ phát triển rất là nhiều cái chỉ dẫn địa lý. Cho nên là họ xây dựng riêng cho họ một cái hệ thống để bảo hộ cái chỉ dẫn địa lý đó luôn. Nhưng mà khác với ở Mỹ thì họ lại quan niệm khác. Tôi không có bảo hộ, không có khái niệm chỉ dẫn địa lý ở Mỹ. Mà ở Mỹ những cái tên mà chứa tên địa danh như vậy nó sẽ được bảo hộ dưới dạng là nhãn hiệu bình thường, hoặc là nhãn hiệu tập thể, hoặc là nhãn hiệu chứng nhận, chứ không có khái niệm là bảo hộ chỉ dẫn địa lý ở Mỹ. Còn ở Úc thì sao? Ở Úc thì có hai loại, đối với rượu á, hoặc là chất uống có cồn thì có một là theo một kênh bảo hộ riêng, mình được ghi nhận là bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Còn đối với những tất cả những cái sản phẩm khác á, thì được bảo hộ theo dạng là nhãn hiệu chứng nhận thôi, hoặc là nhãn hiệu thông thường tùy theo cái mà mình lựa chọn đăng ký. Chứ không có cái khái niệm những cái sản phẩm khác thì không có khái niệm chỉ dẫn địa lý, chỉ dành cho rượu thôi. Tại vì Úc thì nó làm cân bằng mọi thứ, nó ok, nó cũng không muốn làm mất lòng bên châu Âu, nó cũng có tạo ra chỉ dẫn địa lý cho rượu thôi. Nhưng mà nó cũng theo bên Mỹ, ok, đối với những cái loại hàng hóa khác thì tôi chỉ bảo hộ theo dạng là nhãn hiệu chứng nhận thôi, chứ không có cái khái niệm chỉ dẫn địa lý đối với những cái sản phẩm khác. Thì thực sự thì người nào mạnh thì người đó ra quyết định thôi. Ở châu Âu họ theo một hướng, tại vì họ có rất là nhiều cái chỉ dẫn địa lý mà phát triển lâu đời lắm rồi. Còn ở Mỹ thì họ thoải mái hơn, họ nghĩ không có gì mà phải tạo nên một cái khái niệm chỉ dẫn địa lý này cho nó phức tạp. Tôi thì cái hệ thống bảo hộ nhãn hiệu theo nhãn hiệu tiêu chuẩn hay là bằng chứng nhận là đủ rồi, tôi không cần phải xây dựng thêm cái quy định hay pháp lý về chỉ dẫn địa lý nữa. Thì em chỉ chia sẻ thêm là thực sự cái khái niệm về chỉ dẫn địa lý nó trên thế giới đến thời điểm hiện tại thì vẫn còn rất là nhiều cái vấn đề mà mình cần trao đổi, cho nên là nó làm mọi người hơi rối thì cũng là một điều hết sức dễ hiểu thôi.
Xin cảm ơn ý kiến của cô Dung, xin cảm ơn ý kiến của cô Ngân. Thực ra thì qua cái bài học hôm nay chúng ta thấy là rõ ràng chúng ta có ý tưởng, và kể cả Việt Nam bây giờ nếu mà chúng ta có những cái sản phẩm nó rất tốt thì chúng ta cũng cần đi thị trường nào thì chúng ta cũng nên nhanh chóng đăng ký bảo hộ. Nếu không được chỉ dẫn địa lý thì cũng phải theo tên, ví dụ cô Dung bảo ở Mỹ bây giờ mà người ta có lấy chữ Phú Quốc thì mình cũng chịu thôi, bây giờ mình biết chưa ai lấy thì mình phải tìm cách mà lấy cho mình thôi cô nhỉ, đúng không? Nếu mà cần thì ta phải, nếu mà chưa có thì ta đăng ký trước, tức là ta theo cái luật là ta đăng ký trước mà không ai sử dụng thì được. Người, là theo cái luật thông thường thôi. Dạ, yeah, cái người ý là cái người quản lý ở tầm vĩ mô sẽ phải có một cái nhìn rất là rộng để mình giữ lại cái bản của mình. Ví dụ như chúng ta nói là ở ví dụ Mỹ bây giờ đã xem đã có ai đăng ký Phú Quốc chưa thì chúng ta phải đăng ký để mai mốt có bán qua bên đấy thì chúng ta cũng không bị ảnh hưởng. Có nghĩa là chúng ta cần cái đấy. Thăng ơi, còn câu hỏi nào nữa không? Mà bây giờ cũng đã hết giờ đúng không ạ? Hôm nay cũng đang còn một số câu hỏi. Thì có cái gì thì một số câu hỏi, ví dụ như đăng ký tại Trademark hay là này. Hiện tại thì giờ của chúng ta đã hết. Chúng ta học từ 3 giờ đến 5 giờ. Hôm cảm ơn cô Ngân rất là nhiều về bài giảng rất là hữu ích cho mọi người. Vì hữu cơ cũng đang mới bắt đầu ở Việt Nam lâu thì lâu, nhưng mà nói để đưa ra thị trường thế giới thì cũng là một bài học mới. Đang share cái kết quả mình khảo sát sơ bộ cho rồi đang share cái kết quả khảo sát kết quả mà mình hai câu hỏi hỏi có bao nhiêu người ta đăng ký. Chúng ta được có 26 người tham gia trả lời thôi. Sau nay hơi ít nhỉ? Vì 26 người mà bao nhiêu phần trăm là có đăng ký? Bao nhiêu là 23% có đăng ký à? 23%, còn 76,9% là chưa đăng ký. Chưa đăng ký. Cái nguyên nhân là gì, đọc lớn là mở lớn lên được không, cho nói chung cũng là một cái con số để tham khảo. Những thuận lợi khó khăn khi đăng ký đó là bản thân không thực hiện nên không thể chia sẻ. Theo tôi được biết quá trình đăng ký có những khâu thẩm định rà soát cấp sở hữu thì rất là lâu, chưa có kiến thức về quá trình đăng ký đó. Chưa thực hiện nên chưa có kinh nghiệm thuận lợi về thương hiệu, khó khăn do đổi ý liên tục. Cách đăng ký tại Việt Nam cũng khá dễ dàng, chưa làm thủ tục nên chưa biết, chưa rõ quy trình đăng ký. Đa số là nhiều người chưa rõ quy trình đăng ký đấy hôm nay. Cho nên là mới có yêu cầu một cái bài giảng thuận lợi là Đồng Tháp có một đại diện giống như chị Mai hồi nãy nói, có đơn vị hỗ trợ, chi phí phù hợp, thủ tục hành chính là khó khăn nhất hiện nay. Thuận lợi khi làm được sở hữu về bảo vệ quyền lợi và việc tra cứu hơi mất thời gian, nhất là khác nhóm, chưa biết, cũng có rất nhiều người chưa biết, cho nên bài học hôm nay rất là hữu ích thầy ạ. Nhưng mà em nghĩ là qua đây thì chúng ta thấy rõ ràng là mọi người rất cần muốn biết, tìm hiểu về cái quy trình rất là nhiều, chưa đăng ký cho nên là chưa có, hoặc là chưa có kinh nghiệm, đa số chưa có kinh nghiệm, thủ tục đăng ký còn nhiều. Và phải làm hồ sơ bổ sung cho nên chúng ta cũng cần tư vấn đấy. Rồi cũng nhiều người là không biết phần này, không rõ thủ tục, chưa có kết quả, có người làm rồi mà chưa quét và hầu như là chưa làm. Đó là ý kiến của mọi người ạ. Xin cảm ơn ý kiến mọi người. Dạ, em xin phép thì anh Thiện, chắc là anh Kiền. Em xin chia sẻ cái slide này một như tại vì lúc nãy thì em có cái câu hỏi thảo luận nữa, tức là cái mọi người có thấy cái slide của em chữ thảo luận không ạ? Có thấy. Dạ. Thì thực sự thì em cũng đã đưa ra một vài câu hỏi thảo luận khá là đơn giản để mọi người định hướng. Ví dụ như là nhãn hiệu màu xanh da trời hay là chữ Bangladesh có được bảo hộ ở Việt Nam hay không á.
hay là nhãn hiệu là chữ cà phê ơi cho quán cà phê có được bảo hộ hay không, còn cái hình logo đó thì được, bên cạnh thì sao, nhưng mà em nghĩ là thời gian nó không cho phép, cho nên là cái này là của hợp tác xã Tấn Đạt là loại nhãn hiệu gì. À, thì anh chị phải gõ cái nhãn hiệu này ở trong cơ sở dữ liệu của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam á, thì mình sẽ xác định đây là nhãn hiệu gì, hay là của anh Kiền thì là loại nhãn hiệu gì, hay là Việt Nam Rice chẳng hạn, thì đây là cái hồ sơ của Việt Nam Rice được đăng ký ở Úc, thì nó sẽ đăng ký theo dạng nhãn hiệu chứng nhận, nhưng hiện tại thì cũng đã không chưa được bảo hộ, nó bị hết hiệu, hồ sơ bị bỏ rồi, thay vào tháng 12 năm 2020 thì cũng không có đi đến kết quả gì cả. Thì thực tế thì em không biết là hồ sơ nó được xử lý như thế nào, tại vì chủ sở hữu là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam ạ. Thì rồi hay là nón lá Huế hay là tôm sú Cà Mau thì có phải là nhãn hiệu hay không? Thực sự hai cái dấu hiệu này á, là chỉ dẫn địa lý á, là cũng một cái dấu hiệu khác mà em định chia sẻ với mọi người. Và cuối cùng là đã được bảo hộ Việt Nam thì có tự động được bảo hộ Úc hay không, thì câu trả lời chính xác là không ha. Thì cho nên lý do mà tại sao Vinamilk và Hoa Sen cũng phải tiến hành đăng ký bảo hộ Úc nếu mà muốn được gọi là thực hiện các hoạt động buôn bán kinh doanh ở đây đối với những cái hàng hóa mà họ muốn kinh doanh ạ. Thì đó là hết những cái slide, những cái phần em chia sẻ rồi ạ. Thì em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chẳng qua em muốn cái quan trọng cuối cùng là cái vườn bí của em được khoe với mọi người thôi. Cái này phải chắc là phải nhờ thầy Kiền đó ha, hay là và cuối cùng là cái mọi người nếu mà sau buổi học này mọi người có thông tin gì mà cần liên hệ với Ngân, có những cái câu hỏi ấy, thì có thể liên hệ Ngân theo email, website, hoặc là Ngân cũng có một cái blog riêng, ngân-ip.com, là Ngân chia sẻ rất nhiều cái bài viết của Ngân về liên quan tới sở trí tuệ cũng như là trong cuộc sống của Ngân. Thì hai cái hình này toàn là những cái hình cây trong vườn của Ngân hết ạ. Dạ thì ở gần organic thì phải organic chứ. Dạ, nhưng với lại hôm qua thì em nghe thầy Kiền nói là anh Danh có kết hợp với thầy Kiền làm một cái dự án gì đó để hỗ trợ các bà con nông dân ạ. Thì thông qua cái buổi ngày hôm nay á, thì em cũng sẽ xin đề cập với anh Kiền á. Thì bên em là Magus Trademark cũng rất là vui và có nhà ý sẽ hỗ trợ tiến hành đăng ký hỗ trợ cho bà con nông dân là ba nhãn hiệu ạ. Nếu mà anh Kiền thấy là cái nhãn hiệu nào cần hỗ trợ đăng ký ở bên Úc này ạ, thì các bà con chỉ cần đóng cái phí hành chính thôi, còn mọi cái thủ tục còn lại thì bên em sẽ hỗ trợ bà con nông dân ạ. Thì đó là cái nhà ý mà Magus Trademark muốn chia sẻ với mọi người trong ngày hôm nay để kết thúc cái buổi giao lưu này. Cái câu cuối đó quan trọng nhất bữa nay đó. Câu đó rất là tuyệt vời. Cảm ơn thầy Kiền và cảm ơn cô Ngân rất là nhiều. Cô Bình muốn có ý kiến ạ. Chúng ta phải vâng. Em có thể kéo dài khoảng 50 phút thôi. Một phút thôi ạ, một phút thôi ạ. Vâng. Em chỉ muốn chia sẻ rằng là cô Ngân mà đến vườn ở chỗ thầy Kiền ấy là không muốn về luôn. Nhờ qua những cái hình ảnh mà cô Ngân vừa chia sẻ này, mình thấy là cô trồng tía tô là nó rất là ấm bụng đấy, nên là những cái bài giảng của cô thì đã chạm đến trái tim của học viên. Trồng bí thì để đỡ phải làm cỏ đây này, nghĩa là cô Ngân sẽ có thời gian để chăm sóc học viên ở bên Mekong Organic nha cô Ngân nha. Dạ cảm ơn chị. Chồng em trồng hết là chị. Ở đây là xin chia sẻ các bạn là chỉ thấy hộp năm là ăn hoài á, nó rụng bông cứ ăn hoài khỏi trồng lại á. Ở đây đấy không có sao bỏ chứ. là nó organic thần tí. Thì chắc cũng xin cảm ơn Ngân đã dành thời gian rất là tâm huyết để chia sẻ với các bạn học viên của lớp Mekong Organics. Cảm ơn các bạn ở Việt Nam đã tranh thủ những cái buổi đầu năm mà thời gian từ 2 giờ đến 5 giờ cũng khá là nhiều, nhưng mà đỡ hơn lúc trước là còn nấu được bữa cơm cho gia đình không bị cự. Thì để tiếp theo thì Mekong Organics ghi nhận là cái đề xuất của Ngân là có thể mời một bạn nào đó gần ở Việt Nam chia sẻ. Và cái chương trình mà Ngân đề nghị như là hỗ trợ cho ba đối tượng như ba doanh nghiệp hoặc là tổ chức để đăng ký quốc tế đó, đăng ký tại Úc ví dụ đi. Đăng ký tại Úc thôi thầy, tại vì quốc tế Úc. Rồi, cụ thể là Úc ạ.
chuyển lời đến tất cả học viên thì chắc mình sẽ ưu tiên cho ba vùng Bắc Trung Nam. À, mỗi vùng là một cái đơn vị. À, như vậy thì sẽ rất là cụ thể. Rồi đó thì đây là cái buổi gọi là đi liên quan với nhau chỗ danh thì nói về thiết kế sao mà để cho một cái logo, một cái nhãn mác cho nó bắt mắt nhân dân. Thì bữa nay đến chỗ cô Ngân thì Ngân sẽ chia sẻ chúng ta làm sao để giữ gìn nó. Bây giờ thiết kế rồi đẹp rồi mày nhãn hiệu rồi tới thương hiệu rồi giữ gìn cái nhãn hiệu đó cũng như đó là giữ gìn cái thương hiệu thì phải giữ gìn bằng mặt pháp lý, giữ gìn về mặt tâm lý. Thì ngày mai tiến sĩ Phạm Hữu Tài sẽ chia sẻ chúng ta là truyền thông marketing ở góc độ tâm lý học đó. Thì ngày mai anh Tài sẽ chia sẻ với chúng ta là một cái cách nhìn sâu hơn, ví dụ như về mặt truyền thông như thế nào, trang web của mình phải làm như thế nào mà cho người ta đến, người ta vào trang web mình thường xuyên hơn, vân vân. Nói chung là thì để thầy Tài sẽ chia sẻ cụ thể. Thì trong ba cái bài này xếp gần với nhau là nó có một cái ý định là nó liên quan với nhau rất là chặt chẽ và hỗ trợ với nhau rất là tốt. Thì đó là cái mà ban tổ chức rất là vui khi được các bạn rất là tâm huyết chia sẻ hết ruột gan. Đó là sự thành công của chương trình, cũng như là qua đó thì tôi cũng gửi đến các chuyên gia với các học viên chúng ta có một cái kết nối rất là quan trọng. Thì Mekong Organic với vai trò là sứ mệnh là làm cầu nối thôi, còn sau đó những cái business, những cái gì xảy ra giữa chuyên gia cũng như chế học viên cũng như tất cả những cái người quan tâm thì đó là việc đằng sau của câu chuyện kết nối. Các bạn cứ thẳng thắn trực tiếp liên hệ trao đổi để mà làm sao làm được tốt nhất công việc mong muốn của Mekong Organic. Xin cảm ơn Ngân lần nữa, xin cảm ơn các bạn học viên cũng như các chuyên gia. Hẹn gặp. Xin chào mọi người, chúc mọi người buổi tối chào vui vẻ. Chào các thầy cô và các anh chị ạ. Xin chào mọi người ạ. Cả nhà nhá. Em chào thầy Kiền nhá, chào các anh chị ạ. Dạ, em chào cô, chào mọi người, chào cô Ngân. Hôm nay tiếc quá chị Tân Lộc không có ý kiến. Em có một cái lời nhắn nha mọi người. Alo. Dạ. Cảm ơn tất cả các thầy các cô. Buổi hôm nay rất là ý nghĩa. Hôm nay thì dành cho các chủ thể là chính. Thế còn thì ví dụ như bọn mình thì thôi cổ vũ. Dạ mấy anh chị ơi, mà cái nhãn hiệu á, mọi người, là nó nằm trong cái chương trình phát triển tài sản trí tuệ của Bộ Khoa học á. Thì đối với cái nhãn hiệu thông thường hay là nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho nông sản á mọi người. Alo. Dạ, đang nghe chị. Là sẽ có ở mọi địa phương, mọi người liên hệ chỗ Sở Khoa học và Công nghệ, họ sẽ có những cái chính sách hỗ trợ khác nhau. Riêng ở Đồng Tháp nha, đối với nhãn hiệu thông thường đó là được hỗ trợ tối đa là 5 triệu đồng. Còn đối với nhãn hiệu tập thể thì là 15 triệu, nhãn hiệu chứng nhận 20 triệu. Chứ con số này nó cũng khá là đáng kể đó. Nó nằm trong chương trình phát triển tài sản trí tuệ. Nên là các anh chị nào mà có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu phải liên hệ ngay ở Sở Khoa học của địa phương. Họ sẽ có hướng dẫn cho mình. Cái thông tin này quan trọng nha mọi người. Dạ, rất quan trọng luôn chị. Đừng đăng ký nhãn hiệu của mình mà lại được người khác hỗ trợ tiền nữa. Mọi người nhanh tay liên hệ. Ở bên đây tôi bỏ tiền túi ra chứ đâu được chắc nào đâu. Cho nên là dạ, đúng ở rồi. Việt Nam là sướng rồi đó. Vậy mới bọn em mới có việc chứ anh. Rồi, cảm ơn nha. Em xin rồi, chào cảm ơn tất cả thầy các chị. Cảm ơn thầy rất nhiều. Bye bye. Chừng nào có xài sầu riêng Trọng Bình đăng ký thương hiệu nha. Ơi, bây giờ bữa nay thầy ơi mới học cái lớp này giật mình rồi. Ngày mai em đi đăng ký thương hiệu, đăng ký mà nhãn hiệu liền được. Đây rồi, người sầu riêng xuống bậc leo được không ạ? Dạ. Anh đi sầu riêng xuống bậc leo đó, em đi liền luôn. Lắm luôn á.
nha sở vào công nghệ thì hỏi liền nha. Dạ dạ ngày mai ra sở học công nghệ để hỏi liền, liên hệ đăng ký liền chứ thôi là trễ. Dạ cảm ơn. Dạ rồi em chào mọi người ạ. À. Dạ. Sầu riêng về Việt Nam mà em mới ăn được có 2 bữa. Ông chồng. Dạ hả, sầu riêng của em trồng là sầu riêng sạch, là tức là chín cây chín tự nhiên luôn. Mà ngon thế cho bằng là ngon. Tiền Giang xuống Bạc Liêu được không ạ? Dạ dạ được, nhưng mà phải vô chừng nào có mùa đó chị, để từ từ. Dạ. từ cứ từ từ. Chừng nào tới mùa với anh Bình, chừng nào tới mùa. Bây giờ nó bị Covid rồi, nó bị hạn mặn, năm nay em dưỡng là qua năm sau á thầy, năm sau thầy ơi. Dạ dưỡng cây là phải liên hệ anh Bình mỗi lần đi chở xuống. Dạ. Xe xong gọi bạn bè mua sầu riêng hữu cơ luôn. Trời ơi, bữa hổm em đăng cái câu chuyện đó là em là nói chung là bán không có đủ hàng bán đó, mà mọi người bây giờ bắt đầu thấy em làm là hỏi là làm theo nè, mà em nói với họ là mai mốt em đi Úc luôn đó. Dạ. Em thấy bên Úc này có sầu riêng sáu ri là sầu riêng gì ta, em cũng không có rành. Ri sáu này có thấy... cái cây doanh nghiệp doanh nghiệp ưu đàm á, họ nhập qua. Dạ. Sầu riêng nó rất là được xuất đi được là vì nó cấp đông được, và sau khi bỏ đúng rồi. Bình thường riêng sầu mà đông biến như vậy đó, mít hay là những thứ khác không làm được vậy nha, nhưng mà sầu riêng thì rồi. Là làm được, nó làm như cái bản thân của nó là organic sẵn luôn vậy đó, nó không có chịu quá học nhiều rồi cái trái nó vậy. Thứ hai nữa, Tiền Giang họ đang làm cái thương cái gì chỉ dẫn địa lý làng nghề trăm năm sầu riêng đó, cho nên là thuận lợi lắm. Dạ. Ở đây mà sầu riêng mà tới cái cửa hàng Á Châu mà là chưa tới nữa, ta đặt không đủ bán. Tại vì ở đây mỗi nhà mua thùng mấy trái về ăn đó, đâu có có mấy tháng à, mấy tuần gì hết rồi, không có nhiều. Dạ. Như 18 đồng một ký đúng không anh Kiệt? 18 đồng một ký sầu riêng. Nhớ đến bạn trái sầu riêng nào. Tại sầu riêng. Sao à? Trái sầu riêng tới năm mấy đồng cái gì lần đó. Em cũng đi trồng sầu riêng anh Bình, cho em thông tin liên hệ để có gì nhà mình anh Bình. Dạ dạ rồi ok, sẵn sàng. Sau cái lớp học này mình phải liên lạc với nhau rồi địa chỉ rồi các thứ, số điện thoại rồi ha, để mình rồi trao đổi. Thu hoạch sầu riêng nặng tôi bút giấy máy bay. Dạ. Đi về chứ giờ rồi. Rồi em sẽ thông báo trước cho thầy là 3 tháng khi mà nó có bông xử lý xong. Chứ không thì không có, em là nhờ Bạc Liêu không ăn được ăn sầu riêng của anh Bình là buồn lắm luôn á. Dạ dạ. Rồi em kính chào mọi người nhé. Rồi chào mọi người, chúc thầy chúc mọi người ở bên Úc ngủ ngon, chúc mọi người ở Việt Nam có bữa tối rất là ngon miệng với gia đình ạ. Dạ. Ok. Rồi, hẹn gặp mọi người sáng mai, tối chiều mai ạ, đúng không ạ? Chiều mai. Rồi. Dạ. Rồi, em xin thoát ạ. Rồi, xin thoát.